Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam vi buddham saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam vi buddham saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam vi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam vi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam vi buddham saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam vi buddham saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam vi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saraṇaṃ paribhuṇaṃ āmāmantare. Pāṇāti pātā. Pāṇāti pātā. Vairaṃ nisikā padaṃ samādhiyāmi. Alinghadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Manatipata Manati Sikkhapadam Samadhiyami. Manatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Padang samadhiyami. Anadana veramani sikha padang samadhiyami. Abrahmacarya veramani sikha padang samadhiyami. Abrahmacarya veramani sikha padang samadhiyami. Musavada Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Sutra Meraya Machyapa Madhapana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Sutra Meraya Machyapa Madhapana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Vidala Pochana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Natya Natya Gita Gita
Vadita. Vadita. Visuka. Visuka. Dasana. Dasana. Malakanta. Malakanta. Vilepana. Vilepana. Dharana. Dharana. Mandana. Mandana. Vipusana. 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 Veramani sikha padam samadhiyami. Uccayana mahasayana. Uccayana mahasayana. Veramani sikha padam samadhiyami. Veramani sikha padam samadhiyami. Samanagatam prutatasinam tatukanta madena sambhadeta amahamle silena sukatiyanti silena pokatamata silena nipatiyanti tatamasitam visotaye sadhu 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 phán thiên dẫn ngắm ngồi khẩn quán
nhớ. Thứ nhất là ngày rằm tháng Giê ở tháng Tư. Có ba cái sự kiện lịch sử quan trọng trọng đại là ngày rằm tháng Tư là ngày mà Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha đặt thân tại cái vừa thu rừng lưu đi ba mươi năm năm sau cũng vào ngày rằm tháng Tư, Đức Bồ Tát Siddhartha trở thành Đức Phật chính đẳng giác, có danh hiệu là Đức Phật Gautama. 80 năm sau, cũng vào ngày rằm tháng Tư, Đức Phật Gautama tịch diệt Niết Bàn tại khu rừng Pusillada. Đó là ngày rằm tháng Tư. Hai là ngày rằm tháng Sáu. Sau khi Đức Bồ Tát Siddhartha trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, cái danh hiệu là Đức Phật Gautama. Đức Phật thuyết pháp chuyển pháp luân lần đầu tiên tế độ nhóm tỳ khưu, nhóm năm tỳ khưu, đó là ngài trưởng lão Cô Đanh Nhá, ngài Bát Bát, ngài Bát Tỳ Giá, ngài Ma Hà Na Má và ngài A Sa Ký tại khu rừng Phóng Thanh Nai gọi là Isitana gần kinh thành Varanasi. Sau khi Đức Phật thuyết về kinh Diệu Pháp Luân xong, thì trong cái nhóm đó, năm nhóm năm tỳ khưu, chỉ có ngài Cô Đinh Nhã là người chứng ngộ chân lý Thích Năng Đế đầu tiên, đi theo Đức Phật và chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, trở thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, được Đức Phật cho xuất gia tỳ khưu theo cách ê bí khu. Ngay khi đó thì Tam Bảo là Đức Phật Bảo, Đức Bảo Bảo, Đức Tăng Bảo xuất hiện trên thế gian này lần đầu tiên vào ngày rằm tháng Sáu. Đều là những vị mà
xuất gia cho Đức Phật gọi Ê Bhikkhu. Thứ tư là 1.200 năm chu kỳ đó đều là những bậc mà đã lục thông. Đó là trong Phật giáo đều có ba cái ngày có tính lịch sử trọng đại. Xin hỏi tất cả quý vị chỉ vì cái hỏi thì mấy vị cứ hiểu như thế nào để trả lời như thế này. Cái ngày mà rằm tháng tư Phật lịch 2563 này là ngày gì của Đức Phật Gautama? Câu hỏi như vậy. Xin quý vị trả lời cho biết. Đó, ngày rằm đấy nè, ngày rằm tháng tư này nè, Phật lịch 2563 này là ngày gì, liên quan gì, là ngày gì của Đức Phật Gautama? Các người thì ngày này là ngày này là ngày tịch diệt niết bàn của Đức Phật Gautama. Các vị có ý kiến gì không? Sư thì là đồng tình, nghe là đúng. Sư cũng hiểu rằng ngày rằm tháng tư Phật lịch 2563 là ngày tịch diệt, kỷ niệm ngày tịch diệt niết bàn của Đức Phật Gautama. Cái vị có tất cả có ai có đồng tình với sự cộng nghĩa này chắc không ai phản đối đồng tình là được. Như vậy thì Đức Phật Gautama tịch diệt niết bàn năm 80 tuổi. Năm 80 tuổi. Nếu mà tính từ cái ngày mà chết, ngày mà tịch diệt Đức Phật cộng 80 tuổi thì nó thành cái số là 2643 năm. Thì đó là ngày đản sinh của Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha. Các vị hiểu nhé, là cách đây đó, ngày cách đây 2643 năm đó, thì đó là ngày đản sinh của Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha tại khu rừng Lumbini, hiện giờ thì nằm ở trên đất nước của Nepal. Các cái cơ vị có hiểu như vậy không ạ? Rồi
35 năm sau cũng vào ngày rằm thứ tư này thì đức Bồ Tát Siddhartha đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gautama. Nghĩa là ngày rằm thứ tư này cách đây 2600 nghĩa là ngày sanh đó là 2643 năm, 35 năm sau thì trừ 35 năm thì còn lại là 2608 năm, thì đó là ngày mà Đức Bồ Tát Siddhartha trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gautama. Nghĩa là cách ngày nay 2608 năm đó, là ngày mà Đức Bồ Tát Siddhartha trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu Đức Phật Gautama. Đức Phật Gautama thuyết pháp tế độ chúng sanh suốt 45 năm, thì khi mà trở thành Đức Phật Gautama thì là 2608 năm trừ đi 45 năm là thuyết pháp, thì là trở còn lại là 2563 năm, chính là ngày này, là ngày mà Đức Phật Gautama đã tịch diệt Niết Bàn, lúc đó 80 tuổi. Thì hôm nay thì quý vị có ghi nhớ như vậy, rồi nhân tiện hôm nay cũng đã học qua sơ lược về cái lịch sử của Đức Phật Gautama, sư sẽ đề cập trình bày. Là từ thì cái của Đức Phật Gautama từ khi bắt đầu cho đến khi kiếp chót là Đức Phật, là Đức Bồ Tát Siddhartha. Đó là kiếp đầu tiên và kiếp chót.
thì bây giờ tìm hiểu qua những cái phần kích và những cái những trong cái kích của Đức Phật, của Đức Phật. Thì để mà trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác đó, thì cái vị Bồ Tát gọi là vị Bồ Tát chánh đẳng giác phải thực hành 10 pháp hành ba la mật. Thứ nhất là bố thí, pháp hành bố thí ba la mật. Thứ hai là pháp hành giữ giới ba la mật. Thứ ba là pháp hành xuất gia ba la mật. Thứ tư là pháp hành trí tuệ ba la mật. Thứ năm là pháp hành tinh tấn ba la mật. Thứ sáu đó là pháp hành nhẫn nại ba la mật. Thứ tám là pháp hành phát nguyện ba la mật. Thứ chín là pháp hành tâm từ ba la mật. Thứ mười là pháp hành tâm xả ba la mật. Mỗi pháp hành ba la mật nữa đều có ba mặt: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Như vậy thì gồm có vậy là một vị mà Đức đã muốn trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác là phải tạo 30 pháp ba la mật, đó là 10 pháp hành ba la mật bậc hạ, 10 pháp hành ba la mật bậc trung, 10 pháp hành ba la mật bậc thượng. Qua trong 3 thời kỳ để mà để tạo cho được đầy đủ trên đó. Kể từ kỳ đầu là Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có ý nguyện là muốn trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác trong thời Vị Lai để cứu độ tất cả chúng ta thoát khỏi những cái biển khổ trầm luân tử sinh luân hồi. Nguyện ở trong tâm vậy. Cái giai đoạn đầu thì nguyện trong tâm, sau khi nguyện trong tâm rồi lên thực hành các pháp hành ba la mật, các pháp hành tùy theo. Trong suốt 7 a tăng kỳ là đây là nói về lịch sử của Đức Phật Gautama là một Đức Phật mà gọi là có trí tuệ siêu việt. Đây chỉ nói về đây thôi, còn các cái thì không hiểu. Thì khi mà nguyện ở trong tâm suốt 7 tăng kỳ vậy đó, thì có suốt 7 tăng kỳ thì có 125.000 Đức Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian. Cái thời gian vậy đó. Rồi qua cái thời kỳ giữa, thời kỳ giữa là Đức Bồ Tát sẽ chánh đẳng giác phát nguyện ra bằng lời nói để cho tất cả những chúng sanh khác nghe và hiểu biết rằng cái ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác trong thời Vị Lai, rồi thực hành các pháp hành ba la mật suốt 9 a tăng kỳ. Trong cái thời gian mà 9 a tăng kỳ đó là có 382.000 Đức Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian. Vậy thì Đức Phật Gautama đã thực hành các pháp hành ba la mật khi mà nguyện ở trong tâm 7 a tăng kỳ, rồi Phật phát là bằng lời 9 a tăng kỳ, vậy là gồm có 16 a tăng kỳ. 16 a tăng kỳ đó thì Đức Bồ Tát cũng vẫn gọi chỉ là vẫn còn là Đức Bồ Tát bất định. Bất định có nghĩa là Quý Bồ Tát đã có thể thối chuyển, không muốn trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác, mà muốn trở thành một Đức Phật độc giác, là được Đức thanh văn giác của một đệ tử của một Đức Phật khác. Nếu mà Đức Bồ Tát vẫn kiên trì giữ nguyên cái ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác trong thời Vị Lai là
qua đến thời cuối. Đến thời kỳ. Vì cái thời kỳ cuối là cái thời kỳ mà Đức Phật đi băng cả xuất hiện trên thế gian. Thì khi ấy thì Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha là tiền kiếp của Đức Phật Gautama. Tôi ở trại trên núi Himalaya, nghĩa là Himavanta. Đã chứng đắc 8 bậc thiền, nghĩa là 4 bậc thiền sắc giới và 4 bậc thiền vô sắc giới, và chứng đắc ngũ thông, và là chứng đắc tiền kiếp thông, tha đa dạng thông, tiền kiếp thông, rồi nhãn thông, nhĩ thông, tha tông thông. Đó là những cái hạnh thông mà nó thuộc về trong tam giới mà thôi. Một hôm Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha bay trên trên không gian, ở bên trên không trung vậy, nhìn thấy cái dân chúng Ramapati họ đang sửa một con đường, đều vui mừng đó, các bạn là người nào cũng hớn hở vui mừng, đang làm sửa con đường. Và quý vị mà Đức Bồ Tát, đạo sĩ Sumedha nói người ta làm vậy mà người ta vui mừng, có lẽ hân hoan lắm, không biết mày, không biết là có những cái nguyên nhân nào, thì mới đáp xuống hỏi vì dân chúng ở trời, dân chúng họ đang làm đó, nói là quý bà con đang sửa sang con đường này để đón rước ai mà vui vẻ vui mừng vậy. Thì các dân chúng Ramapati nói là ngài không biết là Đức Phật Dipankara đã xuất hiện trên thế gian rồi. Con đường này là con đường mà ngài Dipankara với 400,000 bậc thánh A-la-hán sẽ đi qua con đường này, để chúng tôi đến đây sửa con đường này để mà đón rước ngài Đức Phật Dipankara với 400,000 bậc thánh A-la-hán. Đây vào đây. Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha nghe nó bất thù, nghe nó bất thật, thì đó là cái điều mà ít không có khó mà nghe được. Đây là sự căng hành quá để em nói là như vậy, thì cho tôi xin một đoạn để tôi làm, để tôi cũng cúng dường để đóng rước Đức Phật đi băng cát đó. 400,000 để Đức Bậc Thầy Bậc Thánh A-la đi qua đây. Dân chúng ở đó người ta biết rằng Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha là người có thần thông, nên bị giao trong một cái đoạn đường khó, nghĩa là tình lại để cho vị này làm. Khi bị Bồ Tát đạo sĩ Sumedha nghĩ rằng nếu mà ta dùng thần thông để làm thì đó là cái chuyện quá dễ, không dùng thần thông mà dùng cái sức của mình để làm, thì đem tất cả những cách những nơi mà khác đến để mà bù vô để cho nó thành một con đường bằng phẳng để cho Đức Phật đi qua. Thì khi mà làm như vậy còn lại khoảng một sải tay, thì nghe tất cả dân chúng ở đây họ mới vui mừng, nghĩa là đón mừng Đức Phật về Dipankara đang đi đến. Thì vị Bồ Tát đạo sĩ Sumedha nói là mấy người không kịp rồi, thì bây giờ anh lấy cái nằm xuống, lấy cái thân mình để làm giống như chiếc cầu,
để cho Đức Bồ Đức Phật được đi băng cà rá đi 400.000 để Đức La Hán để đi qua, nghĩa là coi như là giống hy sinh cái sinh mạng mình để cúng dường vậy. Khi mà Đức Phật đi băng cà rá và 400.000 đi qua thì thấy rằng một vị này có một cái ý nguyện gì mà lại dám hy sinh gì vậy, thì Đức Phật đi băng cà rá mới thấy rõ, biết rõ rằng ồ, vị này là có một cái nguyện muốn trở thành một Đức Phật trong tương lai, mà đến cái thời lúc này thì là cũng hội đủ các những cái điều kiện là muốn để cho thọ ký, nghĩa là phải đủ 80 điều kiện mới thọ ký. Thì ta chỉ nói cho 80 điều kiện mà thôi, chứ không thật nữa. Và Đức Phật đã nhìn thấy rằng có thể thành tựu được. Thì khi Đức Phật đi qua rồi thì quay trở lại, và vị này cũng quay trở lại hướng đến Đức Phật. Thì Đức Phật là rồi thọ ký là trong thời vị lai còn 4 là tăng kỳ 100.000 đại kiếp tới đất nữa. Bồ Tát đạo sĩ Sumedha này sẽ trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu là Đức Phật Gautama. Vì Bồ Tát đạo sĩ Sumedha nghe Đức Phật thọ ký vậy, đó là Đức Phật đầu tiên mà thọ ký. Trên thị trước chưa có, trên thọ ký là còn lại. Còn trong tương lai thì còn vị lai thì còn 4 ở tân kỳ 100.000 đại kiếp. Bây giờ nói giảng giải về 4 ở tân kỳ 100.000 đại kiếp thì bây giờ thì một cái A-tinh kỳ thì nói rằng là A-tinh kỳ thì cái tướng Pali nó A-sẵn thời gian là cái số cái thời gian một cái số không thể kể được, không thể kể được, đó là A-sẵn thời gian, nghĩa là không thể kể được, trải qua một thời gian không thể kể được. Thì cái gì trong cái đất này nữa, mà nó đã thành trụ hòa công một cái khoảng thời gian qua một cái đất mà nó qua cái thành trong hoài không mà không kể được thì mới gọi là một cái kể. Thì có một cái hoặc có mấy để mà cứu dụ là một cái núi hòn núi mà bằng đặt hết đó, là mỗi bề là có bề ngang bề dọc bề cao, mỗi bề là một giáo tùng đặt kia đó. Rồi một vị kỳ thiệt một năm với đêm một cái tấm vải mà mỏng quách sơ qua một lần vậy đó, một núi đã mòn hết rồi không còn gì nữa thì cũng không vậy, kiểu chưa gọi là một cái tinh kỳ nữa. Thì chính cái thời gian vậy. Còn đại kiếp 100.000 đại kiếp trái đất, một đại kiếp trái đất là một cái đất thì nó trải qua bốn a tăng kỳ, một a tăng kỳ thành, một a tăng kỳ trụ, một a tăng kỳ hoại, một a tăng kỳ không. Bây giờ trái đất mình đang sống đây là trong cái thời gian mà trái đất đang ở trong thời gian trụ ở đây, nghĩa là rồi cái sau này sẽ là tới cái thời gian mà hoài là 4 tinh kỳ vậy, là 100.000 đại kiếp trái đất. Thì kể vậy, nghĩa là Đức Bồ Tát trong còn 4 tinh kỳ 100.000 đại kiếp thì sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu luôn Đức Phật Gautama. Kể từ khi mà Đức Phật đi băng cà rá mà thọ ký vậy, thì sau khi những kiếp tiếp theo sau là tất cả những kiếp đó gọi là Đức Bồ Tát cố định, nghĩa là
không bao giờ thay đổi, chỉ có cố gắng thực hành cái 30 pháp và làm mặt rồi để trở thành Đức Phật của Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu của Tam Ma trong tương lai và thật, nghĩa là Phật và cố định như vậy. Thì trong cái đây là nói về trí sử ra trường đấy nhỉ, thì trong bốn ở tận kỳ 100.000 đại kiếp đó thì có 24 Đức Phật xuất hiện trên thế gian. Thì mỗi khi mà Đức Phật mà xuất hiện trên thế gian đó thì tiền kiếp của Đức Phật Gautama và đến hậu Đức Phật. Nếu mà có một Đức Phật nào mà xuất hiện trên thế gian thì tiền kiếp Đức Phật Gautama đến hậu đánh lễ Đức Phật đó và được Đức Phật ấy thọ kiếp. Thì 24 Đức Phật trong suốt 4 chân kỳ 100.000 đại kiếp thì kể ra đây. Thứ nhất là Đức Phật Vibhaṅkara, thứ hai là Đức Phật Kodanya, thứ ba là Đức Phật Mangala, thứ tư là Đức Phật Sumana, thứ năm là Đức Phật Revata, thứ sáu là Đức Phật Sovita, thứ bảy là Đức Phật Anomadassi, thứ tám là Đức Phật Paduma, thứ chín là Đức Phật Narada, thứ mười là Đức Phật Padumuttara, thứ 11 là Đức Phật Sumedha, thứ 12 là Đức Phật Suchata, thứ 13 là Đức Phật Biyadassi, 14 là Đức Phật Attadassi, 15 là Đức Phật Thammadassi, 16 là Đức Phật Siddhartha, 17 là Đức Phật Tissa, 18 là Đức Phật Sutusa, 19 là Đức Phật Vipassi, 20 là Đức Phật Sikhi, 21 là Đức Phật Vesapu, 22 là Đức Phật Các Cụ Sánh Thô, Cơ Trời Chánh Thác, 23 là Đức Phật Konagamana, 24 là Đức Phật Kassapa, là Đức Phật cuối cùng. Thì khi mà có Đức Phật Trời, tức là thực hiện rồi, thì đến thời kỳ Đức Phật Kassapa, thì khi ấy thì Đức Bồ Tát, tiền tiếp với Đức Phật Gautama đó là Bà La Môn, Bà La Môn Chotika. Khi đến hậu Đức Phật thì Đức Phật thuyết pháp xong rồi xin xuất gia theo Đức Phật rồi trở thành vị tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Cập Đề Kassapa. Về sau Đức Phật Kassapa đã thọ ký là ngay trong cái trách cặp này, cái trách cặp là cái trách trách này nè, thì về tỳ khưu Chotika. Thì tỳ khưu Chotipala, không phải Chotika. Chotipala là tiền kiếp của Đức Phật Gautama. Ngay trong kiếp trái đất này sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu là Đức Phật Gautama. Đức Bồ Tát tinh tấn không ngừng tạo các cái pháp mà hành ba la mật để cho được tròn đủ trong khoảng thời gian bốn ở tăng kỳ 100.000 đại kiếp, thì là bốn số kiếp. Bây giờ thì nói đến cái kiếp mà kiếp và Pesantara. Kiếp này là cái này là kiếp ấp chót ấy. Ấp chót Đức Bồ Tát của Vesantara, Đức Bồ Tát là một vị vua, Đức Bồ Tát Vesantara,
Ngự ở tại kinh thành Cetusra, đất nước Sivi, đất Bồ Tát về cái suy xét về 10 cái pháp thành Ba La Mật. Thì biết là mười pháp thành đó, mà mỗi pháp thành là có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Thì Đức Phật thì lấy đây là cái giai đoạn này là cái giai đoạn ấp gần ấp chót rồi, thì Đức Phật đi suy xét coi chữ tất cả những cái Ba La Mật nào mà cũng còn đã làm, đã tạo xong rồi và cái chưa đã hoàn thành rồi, và Đức đã chưa hoàn thành đó. Thì Đức Phật suy xét về bố thí Ba La Mật thì có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Thì trong đó có 4 cái pháp mà gọi là đại thí. Để sư sẽ dẫn sao. Và thứ hai là pháp hành Ba La Mật, khi giờ giữ giới Ba La Mật thì có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Thì Đức Phật xác thấy là đã đầy đủ rồi, đã đầy đủ rồi. Thứ ba là xuất gia Ba La Mật, pháp hạnh xuất gia Ba La Mật cũng có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, thì cũng đã thực hành đầy đủ. Thứ tư là trí tuệ Ba La Mật thì cũng có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, thì cũng đã hành đầy đủ. Thứ năm là tinh tấn Ba La Mật cũng có 3 bậc: là bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, cũng đã thực hành đầy đủ. Thứ sáu là nhẫn nại Ba La Mật cũng có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, cũng đã thực hành đầy đủ. Và thứ bảy là chân thật Ba La Mật cũng có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, cũng đã thực hành đầy đủ. Và thứ tám là pháp nguyện Ba La Mật cũng có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, cũng đã thực hành đầy đủ. Thứ chín là tâm từ Ba La Mật cũng có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, cũng đã thực hành đầy đủ. Và thứ mười là tâm xả Ba La Mật có bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, cũng đã thực hành đầy đủ. Riêng về còn cái bậc hạnh bố thí Ba La Mật này, có 3 bậc: hạ, bậc trung và bậc thượng. Thì trong đó có 4 pháp, 4 đại thí, đó là bố thí tất cả của cải tài sản, rồi kể cả có ngai vàng cũng bố thí luôn ngai vàng, có vợ con thì cũng bố thí vợ con. Thì cái này nó thuộc về cái nào mà trong Phật hạ, là vì nó không liên quan đến trong thân thể, nó ngoài thân thể. Bậc hạ là những cái gì mà Ba La Mật đó nó nằm ngoài thân thể mình, không nằm trong thân thể mình. Còn bậc trung là bố thí, ví dụ như cái gì nó liên quan đến những bộ phận trong thân thể mình, dường như Đức vua Sivi là tiền kiếp của Đức Phật Gautama này. Khi mà người ta đến xin con đôi mắt là ông nói truyền cho các người y ở trong triều móc hai đôi mắt ra để mà bố thí cho cái vị Bà La Môn đó. Thì bố thí mà trong thân thể mình dạy nên gọi là bậc trung. Còn bậc thượng đó là khi mà tạo một cái Ba La Mật nào đó là phải hy sinh cả sinh mạng để hoàn thành nghĩa là để thành tựu cái pháp hạnh đó. Thì ngay cái phần cái đó thì Đức tiền kiếp của Đức Phật Gautama cũng đã nhiều lần cũng bố thí sinh mạng,
cũng như là rằng cũng bố thí các những gấp hành trong một phần trong thân thể và các chị bố thí tất cả cả tài sản, nhưng mà chỉ có hai cái đại thí là chưa, đó là bố thí người con yêu quý và bố thí người vợ yêu quý. Anh đi nhắc lại có bốn cái pháp mà đại thí đó là của cải tài, có cái đại thí của cải tài sản của gia thì là kể cả ngôi vua rồi vợ con. Thứ hai nữa là bố thí phải phải hy sinh những cái bộ phận trong thân thể của mình. Thứ ba là bố thí con yêu quý của mình. Bố thí vợ. Thứ nhất là bố thí của cải này, phải là năm cái đó. Là bố thí vợ yêu quý. Rồi thứ năm là bố thí sinh mạng quý. Như vậy thì trong suốt bốn phát tăng kỳ đó, nhiều vô lượng kiếp Đức Bồ Tát chưa từng bố thí vợ, chưa từng bố thí con và bố thí vợ. Rồi Đức Bồ Tát sẽ về sanh ta lại đi suy xét rằng trong quá khứ, trong những đức Phật quá khứ có những cái đức Bồ Tát nào mà không bố thí vợ, bông không bố thí con mà trở thành Đức Phật chánh đẳng giác có không? Thì Đức Bồ Tát nhìn xem xét rằng không có, tất cả đều phải và đó phải có bố thí vợ, bố thí con thì mới hoàn thành cái pháp hành bố thí và làm mặt. Vậy thì Đức Bồ riêng về Đức Bồ Bồ Tát Quy Sanh Tô Đá này nè, truyền kiến của Đức Bồ Bồ Tát Ma này chỉ còn thiếu hai cái đại thí nữa là bố thí vợ, bố thí con và bố thí vợ. Còn nếu mà không có bố thí vợ con thì cũng không thể thành. Như 30 pháp ba la mật là đầy đủ trọn vẹn như vậy thì mới làm duyên để mà trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Đức vua Visantara vốn rất hoan hỷ trong việc bố thí, hoan hỷ trong việc bố thí, đặc biệt là trong tiếp đất. Mình Đức Vua truyền lập những cái trại bố thí, rồi Đức Vua thường có cởi trên cho một con voi là bạc tượng gọi là Bạch Giá Na Khả, đi đến cái nơi mà bố thí như vậy. Cái Vua thì thường hay vậy đó. Trong cái thời đó, cái nước mà cái đất nước Kalinga nó bị cái nạn mà hạn hán, dân chúng mùa màng không làm được, phải chịu khổ đói khổ. Thì Đức Vua Kalinga cũng đã tìm mọi cách rồi, cũng để giữ giới rồi làm đủ thứ, nhưng mà không có mùa mà không có trời, không có mưa thuận gió hòa, không có trời, không có mưa, không có làm được. Thì sau này bị hỏi tất cả những cái vị quan hay là các những dân chúng có ai có ý kiến gì để trình lên, thì có những dân chúng có trình lên nói rằng đất nước mà Sivi, nước Sivi là nước mà của Đức Bồ Tát cái Bát Sanh Tara này nè. Đức Bồ Tát sinh ra được mưa thuận gió hòa, dân chúng được an cư lạc nghiệp, và đó là nhờ cái con voi gọi là Bạch Giá Na Khát, con bạch tượng đó.
Nếu mà Đức Vua mà đến xin được cái xin cái con bạch tượng bạch trà na cá về đến đất nước mình thì đất nước sẽ được mưa thuận giáo hòa, những nhà dân chúng được an lạc. Rồi dân chúng nói là một cái con vua báo như vậy, một cái phúc đợi làm sao mà người A được trợ cho, thì dân chúng nói không. Ngài Đức Vua Visantara này đó, là người quan hỷ trong việc bố thí, dù là xin cái sinh mạng đó thì ngài cũng mới cho được, còn không dầu gì là con bạch tượng đó. Thì Đức Vua mới cử 8 vị Bà La Môn là sứ giả đi sang để gặp Đức Vua Visantara. Thì hôm đó thì nhìn gặp Đức Vua kia đã đang cỡ một con bạch tượng đi đến cái chỗ mà bố thí, đến nhà này để là bố thí. Thì 8 cái vị Bà La Môn đó bị bạch như cái ý nó là trong đất nước này bị hạn hán dân chúng được khổ không ra cho nên thì Đức Vua có bài truyền chân đi sứ giả được sang để mà xin voi của con bạch tượng bạch tượng của Đức Vua. Đức Vua nghe nói vậy liền đi xuống voi coi ra rồi làm lễ ban cho cái con bạch tượng bạch tượng na na ca cho 8 cái vị Bà La Môn đó. Mà những người mà nuôi con bạch tượng nó luôn, những người mà để chăm sóc con bạch tượng nó đi về, thì để ra đem về trên đất nước mà mang Kalinga. Dân chúng ở trong đất nước Sivin nghe Đức Bồ Tát, nghe Đức Vua Visantara đem coi cái gọi là quốc bảo mà đem cho vị Bà Môn đem về trong đất nước, thì họ tỏ vẻ bất bình, không có gia đình này, bị dẫn đến Đức Thái Thượng Hoàng gọi là sẵn chay giác là đức 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 phụ vương có đến đó kiện nó là không được, làm như vậy là không nên. Và Đức Hoàng Hoàng phải phạt, nghĩa là phải đuổi Đức Vua Visantara ra khỏi cái kinh thành Chetutara này, và đài đi đến nhà trẻ trên cái núi mà gọi là Quan Cả ở trên cái Himalaya, nghĩa là Himavanti ở trong đó. Đức Vua Đức Thái Thượng Hoàng không có cách nào mà hòa giải được dân chúng. Họ nói là nếu không được thì họ sẽ làm cái họ dám dọa thế này thế khác. Thì Đức Vua cũng đã đành phải nghe theo ý kiến của dân chúng và mời dạy Đức Vua Visantara ra khỏi kinh thành Chetutara và đến ở núi Quan Trạ ở trung vùng mà khi mà đài đi khi mà đuổi mà đi ra khỏi kinh thành trên tục trá này đó, có người mẫu hậu là thấy rằng Đức Vua Visantara này là quan hệ với trong việc bố thí, nên trong cái xe, trong cái lâm xa đó là chở mà khi mà Đức Vua bị đuổi ra ngoài cái cả phá thành Chetutara ở trên núi một cạnh, thì người chính công hoàng hậu là Maxi là của bố Đức Vua cũng đòi thế theo, nghe là nói là
vậy là phu quân đâu thì là bà khi theo đó. Khi mà chính cô Hoàng Hậu Maxi đi rồi còn dẫn thêm hai đứa con là hoàng tử Charlie và công chúa Canh Hạ Thi Nà cũng đi theo luôn. Vậy là cả bốn vương gia đó là đức vua Bisantara, là chính cung hoàng hậu Maxi và có thai hoàng tử Charlie và công chúa thì nè cùng đi theo ở trên chiếc xe đó, và chứa chất đầy những của cải và bắt của để trên xe để từ khi mà có ai đến thì xin chồng. Thì trên đường đi thì nghe nói là đức vua đã đuổi ra khỏi cái kinh thành cho chúng ta đó, và như thế dân chúng đi theo xin những cái đồ, thì tất cả những cái đồ của báo ở trên xe đều cho hết, cái ai xin cho không còn một cái để làm cái gì hết. Thì có sau đó có bốn cái vị Bà La Môn đi theo sau, thì đấy thì chạy đuổi theo, thì trên xe nó thì không còn một vật gì hết, đuổi theo sau. Thế sau thì đến thì khi đó xin thì Đức Hồng Tá nói là tất cả của cải cái này được cho hết rồi, không còn gì nữa. Thì bốn nó bị Bà La Môn nói thôi, bây giờ chúng tôi xin mỗi người một con ngựa, là có bốn con ngựa mà kéo xe đó, xin mỗi người một con. Bây giờ là chúng mở ra để cho bốn con ngựa mỗi người một con. Bà La Môn thì còn chiếc xe không có người lái, không có ngựa lái. Thì trong đó khi đó thì có chư thiên ở gần ở đây đó, bốn vị chư thiên quy hóa là thành bốn con ngựa rồi để tiếp tục kéo xe cho chở bốn người vương gia đi vào trong núi mà cái quan cảnh. Thì có một bà môn già cũng xin là thôi bây giờ tôi già rồi xin cái chiếc xe để đi đâu tiện. Thì đức vua cũng chỉ đồng ý cho, thì mình nói là và chánh cung hoàng hậu Maxi thì ẩm công chúa Canh Hạ Thi Nà, còn ông thì là ẩm hoàng tử Khali, ẩm xuống xe rồi cho chiếc xe cho cái ông Bà La Môn đó. Thì mà bốn con ngựa kia bốn là bốn vị chư thiên, khi ông người kia đức vua đi rồi, ẩm con rồi đi rồi, thì bốn vị chư thiên cũng biến mất luôn. Thì lại bốn là bốn này là thì vậy. Thì trên đường đi thì từ kinh thành ở tại Jetutara cho đến cái núi Quan Cạn là 60 dài thì là 60 giao tuần, và bây giờ là đi bộ đi. Nhưng mà có chư thiên họ có cách để mà làm cho ngắn được đoạn đường đó, thì cuối cùng là cũng đức vua Bisantara, chánh cung hoàng hậu Maxi và công hoàng tử Charlie và công chúa China Canh Hạ China cũng đến ở gần đến ở tại núi đó. Thì vua trời đế thích, vua trời sạch cả từ trên đó biết rằng bốn vị hoàng nhân này để vua ở trong, thì sai thì truyền bảo cái vị chư thiên gọi là Pisa Kamma hiện xuống vô trong đó và trở tại cái khu rừng đó để biến hóa ra thành cả mấy cái cốc, hai cái cốc và những con đường và tất cả những cái tiện nghi y phục của đạo sĩ và những tiện nghi cần thiết
để cho bốn vị hoàng gia này. Thì khi đi đến thì thấy con đường đã làm, đã cho trọng sẵn đi đến thì thấy như vậy thì biết đây là đức vua Sakka đã làm cho. Thì khi đó đức vua Visantara cũng xuất gia làm đạo sĩ, cũng chính cung hoàng hậu Maxi cũng xuất gia làm đạo sĩ, là tất cả các con là đều là xuất gia làm đạo sĩ hàng ngày. Thì chính cung hoàng hậu đi làm xong vợ chồng bằng sự ở nhà rồi thì đem người đi vô trong rừng để kiếm trái cây, kiếm những cái rễ hay lá để đem về nuôi cho đời vị đạo sĩ Visantara và hai đứa con. Hàng ngày như vậy họ sống nhau rất là hạnh phúc an lành, không có gì đấy. Khi ấy có một kỳ này, cái ông Bà La Môn gọi là Chu Cha Cả, ông có một bà vợ trẻ, và vợ trẻ đó thì bây giờ muốn mà có một người tới tay tới cá để mà sai bảo, thì ông Chu Cha Cả nói ông là ngày ông xin làm gì mà có tiền mà để mà thuê người mà làm tay cái tới tay tới cá được, và nó không có làm sao ông làm, nghĩa là phải có để tiền cho đấy. Thì có Chư Thiên lại mách bảo, mách cho cô cái cô vợ trẻ nó nói là đức vua Visantara có một quá trình thai còn hoàng tử chi đang chân ly, và có công chúa canh hạ chi nà đi lại xin hai đứa cả đứa con đó đi về làm tới tay tới gái, nói là đức vua đó thì không có cái gì mà xin mà không cho hết trơn, nghĩa là không quan hệ cho mình bố thí. Thì ông Chu Cha Cả này không có cách nào khác đấy, cũng phải làm theo và đi. Mà ông Chu Cha Cả này là ở trên đất nước mà Kali đó, rồi đi đến cái kinh thành mà chúng ta đặt để hỏi thăm đức vua Visantara đi đường nào, đi đến cái núi vận cạn. Thì người ta thấy vậy, người ta đuổi, thì đuổi đã có chạy, nhưng mà chạy là ngay cái con đường mà đức vua Bồ Tát đi, thì đó cho Chư Thiên dắt dẫn đó, chạy đó. Thì thấy ra cái hỏi rồi cuối cùng cũng đi đến tìm được từ ở cái kinh thành Chittara đến cái núi Bằng Cả nó tới 60 giao tuần. Một giao tuần đó thì tính vòng khoảng 20 cây số vậy đó. Thì đến gặp mà cái tiệm đến ở nơi chỗ ở của đức vua đức đạo sĩ Visantara và công chúa và chánh trai đạo sĩ Matmasi bà đi ra thì thăm dò biết rằng vợ thì ông biết rằng nếu mà lại xin con anh đi xin mấy đứa con mà nếu có bà Messi là bà thì là khó mà ông cho lắm. Cho nên chờ để cho bà đạo sĩ Messi đi vô rừng để hái trái cây buổi chiều ông về, thì ông mới đến là đến gặp bà ông vị đạo sĩ Visantara. Thì nói rằng vị đạo sĩ nó thấy là từ khi ở trong rừng đây nhiều tháng rồi mà không từng gặp một người nào hết, bây giờ có một vị bà môn đến chắc là có chuyện gì, thì sau này hỏi ra thì không biết là đến đó là để với mục đích là để xin hai đứa con mời đứa con của ông. Cái đức Bồ Tát nghĩ rằng trong cái bố thí thì mình đã làm hết
các cái này, nhưng mà còn thiếu. Còn thiếu là bố thí và con yêu quý và bạn yêu quý. Thì đây là một cái cơ hội để cho mình bố thí con yêu quý. Vì thực ra thì với một cái đạo sĩ Vishattva, với cái nữ đạo sĩ Messi, cái hai đứa con là chỉ có sống nhau vậy đó, hạnh phúc mà không thể thiếu được. Và bây giờ ông phải cho hai đứa con, rồi cái nghĩ rằng bây giờ phải để cho thành tựu cái để bổ sung cái pháp hành ba la mật, bố thí ba la mật, thì phải cần phải cho mấy đứa con thì mới được. Thì khi đó ông hứa ông nói ta được rồi, ông sẽ cho. Nhưng mà mấy đứa con nó ở đằng sau, nó nghe nói rằng phụ tăng đó là hứa cho ông này, nó sợ quá, nó bỏ, nó chạy trốn vô, chạy trốn nó xuống ngay dưới cái hồ nước, nó lấy lá xe nó che lại. Thì ông ra thì không thấy đứa hai đứa con đâu, con đâu, ông đi tìm rồi ông xuống cái năn nỉ, rồi ông nói nó cũng như là tới cái chỗ đó không biết, chắc là nó ở dưới này rồi. Ông than vãn nói là bây giờ con phải có sự hy sinh để cho Phật Thanh mà để bồi dưỡng cái đầy đủ cái pháp bố thí ba la mật để trở thành một Đức Phật chánh nhẫn giác. Thì khi nghe người cha khẳng quản vậy, năn nỉ khẳng quản vậy, thì Thanh Ly nó đi lên, nó trở ở dưới nước, nó lên để nó làm nên cũng bị thương cha mà vậy. Sau cái này rồi đứa công chúa chi nên canh hạ cha này thì cũng đây nói thôi, nếu mà cha muốn như vậy thì chúng con cũng chịu hy sinh, nghĩa là để cho ông già chủ tốt đó đó, dẫn đến để cao cho ông già chủ tốt. Cái chuyện này dài lắm, nhưng mà thầy chỉ tóm tắt thôi, thì cho hai đứa trẻ, mà ông kia nó, mà mấy đứa nhỏ, thì ông mới chịu đi, nó không chịu đi, thì ông mới vô trong rừng, ông mới là kiếm mấy cái dây, ông cột hai cái tay cái đứa nhỏ nó lôi đi. Đôi đứa khóc lóc vậy nè. Thì có khi đôi khi ông đạo sĩ Vishattva thấy thương quá, ông nói thôi thì để lại mà lấy gươm mà giết ông ấy rồi để mà đem lại hai đứa con kia lại. Thì ông nghĩ rằng trời, nếu mà làm như vậy thì cũng không thành tựu được cái pháp hạnh ba la mật, nghĩa là không được bổ sung được pháp hạnh này, thì mới nhận đặt lại. Sau cuối cùng thì chuyện là nó dài lắm, thì mỗi ngày ban ngày thì ông lôi đi, còn ban đêm đó, thì ông ngủ, thì ông leo trên cây ông ngủ, còn ông cột hai người ở dưới, hai đứa đa trẻ trẻ dưới gốc cây đó. Thì chư thiên ở trong rừng đó họ biết quá là một người thì làm giống như là ông Vishattva là phụ thân, còn một người thì là quá ra là một Messi giống như mẹ, để săn sóc an ủi rồi làm cho các những vết thương cái này làm cho đứa bé lại ngủ khỏe, là nghĩa là phục hồi lại sức khỏe. Rồi ngày mai nghĩa là trên đường đi từ ở cho đến cái tu tập á, thì ban ngày là ông dắt đi, còn ban đêm thì cũng ngủ dậy, cũng có chư thiên theo hộ trì. Đến một cái ngõ đường, một con đường đó có hai ngã, một con ngã là để đi thẳng về, đi về ở đất nước Kaliningrad là đất nước cổng á, còn một con đường này đi thẳng vô kinh thành cho tu tập á.
là kinh thần của nước Thái Thượng Hoàng là cơ thể nó khi lên khi thiên là xuống giọng này là dẫn đồ trong mạng không biết dẫn đồ trong cái kinh thần thì buổi trước đêm hôm đó thì ông chánh Thái Thượng Hoàng sẵn chỉ giác biết nằm mơ nó là có một cái người đem hai cái bóc sen xinh đẹp đem tặng cho ổng thì các cái vị và cái quân sư nói rằng ở đây là một cái điểm tốt gọi là ông thấy gặp được cái điều tốt thì là gặp lại những người thân thì ra cái sáng hôm đó ông Thái Thượng Hoàng dùng thân đạo cái ra đứng ngồi chờ đứng ở ngoài cửa nhìn ra ở ngoài đường thì thấy có ông già là chú Trúc có dẫn hai đứa trẻ thì giống như hai đứa cháu rồi mới truyền lệnh cho lính dẫn hai ông vô thì đúng là hai đứa cháu mà hai đứa cháu thường đó thì nó thấy ông là họ chạy đến nhưng mà lần này không nó đứng sừng sừng vậy thôi nó hỏi ra tại sao con nhìn nó là bây giờ con đâu có phải là cháu nội của ông nữa con là bây giờ là tôi tớ của ông Bà La Môn này rồi vì ông cha đó đã cho rồi bây giờ ông nội mà muốn mà để con được tự do đó, là phải chuộc lại thì khi mà cho nó cho đó thì là có đức đạo sĩ Vesakatha có nói nếu mà người như mà chuồng là căn hạ là phải 1000 lượng vàng còn Chalika Yagina là phải mỗi thứ là 100 nghĩa là 100 trái gái 100 trái trai 100 con bò 100 cái đấy đó thì mới được thì ông này nghe nói vậy rồi đem tất cả những cái đó đem đổi chuộc lại thì ông này thấy là bây giờ có hai đứa mà bây giờ cả trăm tế tá trăm tế tá trăm cái đồ rút hết thì ông chịu nha ông cứ chơi cả anh chịu rồi còn cho thêm một cái căn tòa nhà để mà ở nữa để thì có mấy những người bao nhiêu người ở đó thì ông chịu đó là về khi mà hai đứa khi mà hoàng tử Charlie và công chúa Canh Hạ Chinh được tự do thì ông Thái Thượng Hoàng mới hỏi về cuộc sống của người cha mẹ con ở bên trong rừng núi rồi thì mới kể lại tất cả những sự khổ cực luôn thì ông thấy ông ăn hận quá vì phải chiều dân chúng của Sư Phi mà đã đuổi vậy chứ thì bây giờ nó đâu nhưng mà bây giờ đặc biệt là cái con voi mà con bạch tường cha na cá đó ở cái đất nước nó trên nước thì Kalinga khi mà nó có bạch tường về thì đất nước là đã an bình mưa thuận gió hòa mọi người đã đem tả cái con ngựa đã lại rồi thì dân chúng không có cách nào mà để mà buộc tội người này nữa thì ông biết sau này thì hai đứa cháu nói là ông phải cho quân đến cho cái này đến để rước gì trước về thì ông Thái Thượng Hoàng đó mới truyền lệnh cho các cái vị Thái Thư và Trung Triều chuẩn bị để quân đến để đi vô thăm lại cái chức vua và rước về hậu cung lại về đền đáp do cái sự hướng dẫn của hai công tử và hoàng tử Charlie và công chúa kia về đền thì khi đó thì ông khi đêm qua đi thì rước về để dẫn đến nơi đó thì gặp mặt gia đình các hoàng tử rất là
Thái Thượng Hoàng, rồi mà Hoàng Thái Hậu được là nè, rồi hai đứa con mấy cháu rồi đi lại và rước trở về để kinh thành, thì để đức vua Visakha lên là vua để lại và tất thả hết tất cả những tù nhân ở trong đó. Và khi đó này một cũng trời cũng quá đẹp, đều là một cái trận mưa thất bại khắp hết này, nghĩa là trên đất nước đó. Thì những cái gia đình nào mà những cái báo vật mà nó ở trong cái gia đình mình á, trong khoảng cảnh này thì nhận được của riêng, còn những cái báo vật về các bảo nào mà nó ở ngoài đường thì là đem vô đọc cho các triều đình, cho nên dân chúng ở trong sống được an lành. Và quên một cái đoạn nữa là mới cái chỗ con mà chưa có chỗ vợ. Bây giờ như nó đôi khi suy tính là nó, bây giờ nó lớn tuổi hơn 80 tuổi rồi mà mình cứ quên là một cái đoạn quan trọng là khi mà nàng gì, khi mà nữ đạo sĩ Maxi đó mà chiều để hái trái cây được về, thì về trái cây về thì không thấy con nữa. Buổi chiều tối bị các cái nơi đó tối không có thấy con, vì họ hỏi rằng hai đứa cái con ở đâu, thì ông đạo sĩ Visandra là một thân không trả lời, vì nếu mà trả lời nó nói là đem cho thì có lẽ là họ vỡ tim chết đó. Rồi ông nếu không lầm thân thì sau này cái bà đi tìm cũng có, đi tìm cũng có, rồi trở về với nằm ngất xỉu ở trước cái cốc đó. Thì khi nó ông tới ông về trái rồi cho nước đó thì tỉnh lại để hỏi, thì ông mới nói rằng hai đứa con nó đã cho rồi, để làm thứ để cho để bồi dưỡng cái pháp hành ba la bốn thí ba la mật rồi thôi. Thì nữ đại sĩ cũng hoan hỷ cái phước đó và để cho nó thành tựu cái pháp hành ba la mật để trở thành đức Phật chánh đẳng giác. Thì bà nghe nói thì bà cũng hoan hỷ, bà biết là con nó như vậy thì sống nhau hai vợ chồng rồi. Rồi Đức Vua Trời Sạc Cả ở trên nghĩ rằng bây giờ nếu mà có ai tới xin này tử đạo sĩ Maxi thì ông cũng cho nữa, thì giờ là không có ai nữa, không có ai để giúp. Rồi Vua Trời Sạc Cả bị quá trở thành một người Bà La Môn xuống và đến xin bà Maxi, thì ông nói là ông cho, hôm qua có một người đã tới xin hai đứa con chúng cho rồi, bây giờ xin cái vợ nữa thì nó là hay quá, là có cơ hội tốt rồi, cho vợ luôn, cho cái bà Maxi luôn. Vợ Maxi không nói gì cho nên là bà biết rằng để vợ, vì bà này có cái nguyện nghĩa là hy sinh tất cả những cái gì mà cho chồng, là muốn cái gì chồng muốn gì là hy sinh, cho nên là bà không có cái này. Thì sau khi làm lễ cho xong rồi cái này, rồi Đức Vua với Đức Vua Trời thì không dắt đi, mà bây giờ nói thôi, bây giờ tôi sẽ gửi lại để lo phục vụ. Rồi muốn biến ra là nó là tôi phải là Bà La Môn ấy, mà tôi là Vua Trời, Vua Trời đấy. Thì đó là cái chuyện cái con cho con trong vợ vậy đó. Thì còn nói cái đoạn trước là hai đứa hoàng tử Charlie và công chúa Canh Hạ Thanh Niên á, thì nói rồi, thì bây giờ nó nói lại nữa. Thì sau khi nó hai đứa thì Mô Thái Thượng Hoàng mới dẫn quân dẫn các quân lính là đến cái do sự hướng dẫn của hai đứa cháu chồng đến và phong lại chức phong bại vương cho đức Bồ Tát Visakha và các công chúa nên rồi thỉnh về ở tại kinh thành Chattisgarh và làm vua. Thì khi nó mới trời mưa
mưa trong thắp báo xuống trên trong đất nước đó, dân chúng được an lành. Thích Bồ Tát cũng là cũng tiếp tục làm những gì là Đức Bồ Tát Sĩ Vinatara coi như là đã hoàn thành xong 30 pháp bậc học ba đời, nghĩa là tất cả rồi. Còn một số trước kia là còn thiếu cái bố thí ba la mật, bây giờ bổ sung hai cái cho vợ cho con yêu quý và vợ yêu quý như vậy là hoàn thành trong cái pháp hành và bố thí ba la mật, vậy là đầy đủ. Còn sau khi đức vua Vesakha băng hà thì đã sanh lên cái quả trời Tusita có tên là Sế Tạng Kê Tục, tên gọi là tên gọi là quả trời Thi Ta, đang hưởng sự an lạc cho tên quả trời Thi Ta. Thì khi đó thì tất cả những chư thiên cầm bốn vị vua trời, các nhân vị vua trời ở quả trời sẽ dục giới và các vị chư thiên và các phạm thiên ở trên quả trời sắc giới đều tụ hội xuống đến thỉnh đức Bồ Tát Thiên Nam là Sế Tạng Kê Tục xuống đồng thai làm người, đồng thai làm người để trở thành một đức Phật chánh đẳng giác, để tế độ chúng sanh để thoát khỏi những cái trơ cổ trầm luân trong tử sinh luân hồi. Khi mà đức Bồ Tát Thiên Nam sẽ đạt kịch tục nghe cho các chư thiên, các bạc thiên thỉnh cầu như vậy, thì Đức Bồ Tát nó mới suy xét nè, xem xét nè, trong quá khứ đó các những vị Bồ Tát kiếp chót đó thì tái sanh làm người đó là thực hành những bằng cách nào, cần bằng cách nào, nghĩa là như thế. Thì biết rằng các những vị mà Bồ Tát kiếp chót đó, trước khi mà trái thanh làm người để kiếp chót thì là quán xét năm điều. Thì đó là thứ nhất là tuổi thọ, là tuổi thọ, tuổi thọ của người. Thứ hai nữa là cái châu mà để tái sanh, nhớ được tuổi thọ đó. Cái chót đó là khi mà tái sanh làm người đó thì với tuổi thọ của người nó không quá 100.000 năm. Tuổi thọ của người không quá 100.000 năm. Nếu mà quá 100.000 năm á, lâu quá đi, thì nếu Đức Phật thuyết về già, về sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ thì họ không thấy được, vì họ sống lâu quá rồi, họ không thấy. Cho nên đi chỉ trong cái Đức Phật nói là chỉ cái chóng ở trong khoảng 100.000 năm thôi, chứ không quá. Mà không dưới 100 năm, không dưới 100 năm. Nếu mà dưới 100 năm thì con người nó kém trí tuệ. Cho nên khi mà Đức Phật thuyết pháp về những cái pháp vi tế thì là không hiểu được. Nên Đức Bồ Tát kiếp chót là trong khoảng dưới 100.000 năm và 100 năm. Thì trong cái thời kỳ trong cái thời kỳ đó thì con người đó là có 100 năm, như vậy là thích hợp với đức Bồ Tát tính vô đề với Đức Bồ Tát Tánh Lý Giác mà về trí tuệ siêu việt, trí tuệ là phải là có lý luận gì, thì như vậy là điểm thứ nhất là được. Và điểm thứ hai là về cái châu mà tái sinh, thân của người này nó có bốn châu,
có một cây bắp châu, lương châu, đông thắng đành châu, hiu hóa châu và năm thiệp mộ châu. Thì Đức Bồ Tát và Đức Cháu là chỉ có sái thanh ở trong cái quả năm thiệp mộ châu. Năm thiệp mộ châu, cái quả mà trái đất mà mình đang sinh sống này thì gọi là năm thiệp mộ châu. Thứ hai, rồi thứ ba nghĩa là bây giờ xứ sở, vì năm thiệp mộ châu thì nó rộng mênh mông, phải nói cái nơi xứ sở nào thì chỉ có tái sanh ở cái mắt chim máu và đê sạc, nghĩa là trung xứ mà thôi. Xứ đó là chỗ trong mình, không có ở những cái biên xứ, không có để tưởng thức. Rồi dù sách bây giờ bị dòng dõi, bị dòng tại giờ dòng dõi, thì Đức Bồ Tát cái chiếc chốn đó chỉ sanh có hai dòng, một là dòng Bà La Môn hoặc là dòng mà vua chúa. Nếu trong thời kỳ nào đó mà dân chúng mà họ tôn trọng dòng Bà La Môn thì Đức Bồ Tát sanh ở trong dòng Bà La Môn. Thời kỳ nào mà dân chúng họ tôn trọng mà vua chúa thì Đức Bồ Tát sẽ sanh nhập dòng vua chúa. Trong cái thời kỳ đó là dân chúng họ tôn trọng dòng vua chúa, nên khi Đức Bồ Tát mới chọn là dòng Sakya. Cái đức vua của dòng Sakya đó là đức vua Suddhodana, là thân phụ, là nghe đi, là đức phụ vương. Còn về mẫu hậu là chính cung hoàng hậu là Mahamaya Devi. Thì bà Mahamaya Devi này đó, là có đã từng tạo cái pháp hành Ba La Mật trong nguyện đó, cái nguyện bà là muốn làm Phật, là mẹ Phật Tổ, nghĩa là mẹ Phật Tổ nghĩa là mẹ của một sau này trở thành Đức Phật. Thì khi đi đó thì xét về tuổi thọ, thì bà Mahamaya Devi, Mahamaya Devi đó thì tuổi thọ còn lại 10 tháng 7 ngày, còn lại 10 tháng 7 ngày. Vì vậy thì thích hợp. Thì khi mà Đức Bồ Tát Vesantara suy xét thì có 5 điều đó nó thích hợp rồi, nên chi mới nhận lời của chư thiên và các thập thiên, là nói rằng này chư thiên và thập thiên, Như Lai đã nhận lời thỉnh cầu có quý vị sẽ tái sanh đầu thai người trong cõi năm thiệp mộ châu mà nơi trung xứ và trong dòng sạch cái giá, đức phơ phụ vương là đức Suddhodana và mẫu hậu là chánh cung hoàng hậu là Mahamaya Devi. Thì chư các chư thiên hoàng thiên lúa đồ quan hỷ, thì đức được đức quy nhận lời và thông báo cho tất cả toàn trong ngã cái giới này là đức Bồ Tát sẽ xuất hiện trên địa. Như vậy là bây giờ là Đức Bồ Tát chưa hồi đôi kia nói lộn, thì Đức Bồ Tát đây là kê xạ, sẽ tạ kê tục trong Bồ Tát Sanh Tập Anh, để có khi nói lộn thì nói rằng Đức Bồ Tát này là kiếp này là kiếp trở thành chư thiên rồi. Đức Bồ Tát Thiên Nam kê xạ tục nhận lời đầu thai. Thì bây giờ giảng về cái này chút, đối với một Đức Bồ Tát mà kiếp chót mà đầu thai làm người thì nó như thế nào, thì nên tìm hiểu để có sự khác biệt. Đầu thai làm người nó có bốn hạng người. Thứ nhất đó là những người thường bình thường, và các những cái đức Bồ Tát mà cũng hạng thường,
tức là thai. Khi mà đầu thai đó là không biết trong ba thời kỳ, là khi đầu thai cũng không biết, khi mà ở trong bụng mẹ cũng không biết, mà khi ra đời cũng không biết. Đó là những người thường và những hạn mà Đức Bồ Tát khẳng thường. Hai là Đức Bồ Tát mà gọi là Đại Thanh Văn, Đại Thanh Văn Giác kiếp chóc. Như Đức Phật Gautama này có 80 vị Đại Thanh Văn, thì khi mà đầu thai làm người đó, thì biết một thời kỳ mà không biết hai thời kỳ. Là biết cái thời kỳ khi mà đầu thai làm người thì biết, còn khi mà ở thời kỳ mà trong bụng mẹ thì không biết, khi kỳ thời kỳ mà ra khỏi bụng mẹ cũng không biết, khi sinh ra bụng mẹ cũng không biết. Đó là hai người. Thứ ba là đức tối thượng thanh văn, đức Bồ Tát tối thượng thanh văn giác. Là như Đức Phật Gautama là có hai vị, là ngài Sariputta, là ngài Mahamoggala, những cái hai vị. Và kiếp trước của Đức Phật Độc Giác, khi mà đầu thai làm người đó, thì biết trong hai thời và không biết một thời. Biết là biết khi mà đầu thai làm người, và biết khi mà đang ở đây, trong thời kỳ mà đang nằm trong bụng mẹ. Đây là Đức mà tối thượng tinh, Đức Bồ Tát tối thượng tinh văn giác đó. Đức Phật Độc Giác mà cái kiếp chót đó, thì khi mà đầu thai làm người là biết, khi mà ở trong bụng mẹ cũng biết, nhưng mà khi sanh ra đời thì cũng biết. Hỏi tại sao mà thì sanh ra đời không biết? Là khi đi sanh ra đời đó, thì thường là cái đầu ra trước, thì cái mình ra sau. Cho nên chỉ có một sự quảng hốt, cho nên không nhớ được. Đó là lý do đó. Còn thứ tư là Đức Bồ Tát Chân Đẳng Giác kiếp chót. Thì khi mà đã sinh làm người đó, là biết cả ba thời. Đó là trong thời kỳ tái sinh làm người cũng biết, trong thời kỳ mà đang ở trong bụng mẹ cũng biết, mà trong thời kỳ mà tái sanh, khi mà tại thì mà sinh ra đời thì cũng biết. Bởi vì Đức Bồ Tát khi mà tái sanh ra làm người đó thì là cái chân ra trước, rồi cái mình ra sau. Cho nên giống như là một vị pháp sư đi xuống bức tòa vậy đó, thì không có cái gì, mình có rất là bình tĩnh. Thì đó là cho nên Đức Bồ Tát Thiên Nam sẽ tại cái tụ quyết định là sẽ tái thanh xuống làm người trong lòng bà Mahamaya Devi là ngày thứ năm ngày rằm tháng sáu là quyết định vậy. Quyết định thì trong ngày thứ năm đó là rằm tháng sáu, thì bà Mahamaya Devi đến hầu viên ngài đạo sĩ là cái vị sư đạo sĩ Kala Deva Devila xin thọ bát giới là vô sát thả đó, rồi về. Rồi trong đêm đó thì là bà là nằm mơ, giấc mộng thấy rằng có bốn vị chư thiên, đúng bây giờ đại phong thiên, chư thiên thỉnh bà lên trên cái núi trên Himalaya gần cái hồ Anodatta. Thì khi đó có bốn cái bà chánh cung hoàng hậu của Đức Vua đến để tắm rửa rồi sạch sẽ, rồi trang hoàng hoa, rồi
rồi mới thỉnh lại ở trong một cái đỉnh núi mà trong một cái lâu đài. Thì khi đó mà có một con voi, con bạch tượng hiện xuống rồi đi vòng quanh ba lần rồi đâm vào trong cái hốc của bà, tất cả giấc mơ của bà. Thì ngay khi đó nè, thì đức Bồ Tát Thiên Nam sẽ đặt cái nghiệp tụ chuyển kiếp là chết từ ở quá trời Sutita. Bà đại thiện nghiệp ở trong đại thiện tâm thứ nhất hợp với trí tuệ, đại thiện tâm thứ nhất hợp với hỷ, đồng sanh với hỷ, đại thiện tâm thứ nhất đồng sanh với hỷ, hợp với trí tuệ không cần tác động, cho quả trong cái thời kỳ mà tái sanh kiếp sau, đó là đại quả tâm thứ nhất đồng sanh với hỷ, hợp với trí tuệ không cần tác động, gọi là tái sinh tâm, làm cái phần sự tái sanh đầu thai vào trong lòng bà Ma Hảo Ma Gia Devi. Nghĩa là khi bà mà mơ cái mơ đó thì đó, thì cái đó là cái đại đạo, là đó là ta thấy đó. Thì bà đó đi sanh ra tái sanh được. Buổi sáng hôm sau thì bà Ma Yao Devi đến chầu đức vua Suttodana thuật lại cái giấc mộng của đêm vừa qua. Thì đức vua sáng lên thì có mời các vị quân sư đến để mà đoán mộng. Thì các vị quân sư thì biết rằng đây là một điều tốt lành, bà đã có thọ thai, đã thọ thai rồi, nhưng mà thai đó là một thái tử, không phải một công chúa. Mà thái tử này là một vị cao thượng, chứ không phải là người trần được. Điều câu gì đó. Hãy chơi. Vậy là cái vị vi biết là cái vị Bồ Tát cái chết là tái sanh vậy nhé. Thì đức Bồ Tát ở trong bụng mẹ nó là 10 tháng, đúng 10 tháng. Thì bà Mahamayam Devi biết rằng mình sẽ sắp sanh rồi, mới lại tâu với đức vua Suttodana là bãi theo cái truyền thống đó là phải về cố quốc để mà sanh. Thì đức vua chuẩn tấu và làm một cái kiểu đặc biệt là các quân cái này sửa sang đường xa rồi để cho bà đi về. Cái cốt của bà là Đê Hào. Đê Hào Đà Giác. Vì cái kinh thành này là kinh thành các vị là bất thù, còn cái xứ của bà là Đê Quá Đà. Kinh thành vậy này. Thì tính rồi đi tính đường đi, thì cái khi đó đi đến cái chỗ cái vườn Lumbini, thì bà thấy ra một cái các những cái hoa đồ đang nở ấy đó. Thì bà mới dừng cài linh chân lại để coi cái đấy, dừng lại rồi bà vô để bà dung lên kia rồi
cũng vô để mà vung là vô làm vậy trong cái vườn Lumini. Thì khi mà đến đó thì đến cái cây sala đó trổ hoa rất là đẹp, mà cây sala này không phải là cây sala mà mình ở đây, cây sala mình không phải gọi là sala, nhưng không phải, cây sala nó khác kìa. Cây sala nó không có dễ gì mà trổ đâu, nó một lâu lâu không có cái chỗ, hay là có khi nó trổ ra rồi nó ấy chừng có cái riêng gì nó mới trổ, cái gọi là sala, có chân trùng trùng. Thì mà đến cái cây đó thì cũng mày đứng, thì mà đứng thì một cái nhánh cây từ trên cây sala nó mới xà xuống, rồi xà xuống thì bà đưa cái tay phải là bà nắm cái cây đó, cây cái cống ra ngoài. Thì các người bị biết là đây là có lẽ là một cái hiện tượng, có lẽ là bà sắp sanh quá, thế nên tất cả các những người hầu như thế đó quấn bao quanh hết cây vải cho chung quanh hết, rồi bà đứng nắm đưa cái chân này phải nắm cái cành cây. Thì khi đó thì Đức Bồ Tát đản thân ra khỏi bằng là làm bà mẫu hậu, nhưng mà chất cô hoàng hậu Ma Ái Âm Ma Già Đề Huy. Khi đó thì có bốn cái vị phạm thiên, vị phạm thiên là những cái vị mà cao thượng đó, họ không có nghĩa là tâm rất là trong sạch, cầm một cái lưới, bốn người cầm cái bốn đó để mà đỡ Đức Bồ Tát. Thì các cái dòng nước trong đồ thì lắng sạch sẽ, rồi cái đưa cho trình cho bà nói là kính thưa kính trưởng môn tâu và chính cung hoàng hậu mà như vậy, đây là thái tử của bà, thái tử này sau này sẽ trở thành một đức Phật chánh đẳng giác nữa, xin bà quán hỷ. Đó là mới ra nó thì là có bốn vị phạm thiên đã. Sau khi đó sau mới diễn viên mới chuyển qua các vị đi thiên mới có một cái bà để mà đỡ. Sau cái vị đi thiên rồi mới qua cái tay của cách quan nó tuần tự nó vậy. Thì cái cách đây là thì Đức Bồ Tát mới đứng xuống đất với cái đôi bàn chân bằng pháp của mình, mình nhìn về hướng năm rồi hướng này, mỗi khi mà nhìn về hướng nào đó, thì tất cả những hướng chư thiên cả những phật thiên nó đang có nó là chúng tôi ở đây tất cả những chỗ ngài là bậc cao thượng nhất trong các thế giới, rồi nhìn về hướng tây rồi hướng bắc hướng nam đang tây rồi hướng bắc. Bắt đầu nhìn hướng dưới, hướng trên, trong tắt hướng này thì hướng nào cũng tất cả thiên cũng đều là cho rằng ngài là bậc cao thượng nhất trong chúng là chúng nào. Rồi Đức Bồ Tát quy nhìn hướng bắc, rồi từ đó cái bước đi phải bước mà đi phải bước, có cái mình thấy đó là có quả sen nó năng đạt, thì cái đó là cái thật, nghĩa là cá nhân về đấy là thường là Đức Phật đi đâu là có hoa sen là, nhưng mà Đức Phật từ trường hợp khi mà và Đức Phật muốn để cái bụng chân trở lại đó thì hoa sen nó không có, bị in lại cái bụng chân mà thôi chứ cũng không có dấu vậy thì có gì không. Khi Đức Phật đi Bồ Tát đi đến bãi bước, đứng bước thứ bảy rồi mới tuyên bố rằng trường biến ba liền Akko hamat mi lokasa setho hamat mi lokasa setho hamat mi lokasa aya mandima chati napti dani bunapavoti. Có nghĩa là
là người mà cao cả nhất trong toàn cõi giới chúng sanh. Ta là người vĩ đại nhất trong toàn cõi chúng sanh. Ta là người cao thượng nhất trong, tối thượng nhất trong các cõi chúng sanh. Kiếp này là kiếp chót của ta. Sau kiếp nguyên chót này, kể cả kiếp này không còn tái sanh là kiếp nào nữa. Đó là cái lời Đức Bồ Tát khi mà đản sanh trên Mỹ Đại. Nghĩ mà một chút rồi chưa thế, còn cái ít cuộc đời chưa thế, còn mấy cái đoạn nữa. Cái đoạn đây là mới tái sanh thôi, còn cái đoạn mà làm tánh tư này đó, trở thành bậc đế chánh giác rồi ngày, rồi cuối cùng là cái tư này thì tiếp bạn còn hai đoạn này. Dạ rồi muốn có gì không? Cái đề tài trạng này, cái đoạn nào là cũng đơn giản. Khi mà Đức Bồ Tát đó cảm sanh tại cái vườn mà Lumini á, thì có bảy bậc người và bảy bậc cũng đồng sanh cùng lúc với Đức Bồ Tát. Đó là thứ nhất đó, có bảy người làm nhất là công chúa Yashodhara, là con của đức vua Subhadra và bà Amita ở cái kinh thành cái Devadaraha Phật. Thứ hai là Ananda là con của ông hoàng Sukodana, người này là em của ông vua Sukodana. Và thứ ba là Chantha, là cái người mà cái quan gây bị dưỡng ngựa đó, và ôi ca lú đa di là sao nào là một quan cẩn thận, và cái con ngựa canh đa cạp thứ năm là con ngựa canh đa cạp, thứ sáu là mã bồ đề là cái cây ạt pha, thứ là nó sanh ở tại khu rừng Uruvela. Thứ tám là cái hầm báo trung quanh ở kinh thành, kinh thành trại Kapilavata là bảy người mà cùng đồng thanh cùng lúc ấy. Hả? Mấy?
15 nè. Bây giờ ơi. Bây giờ Huy nó sẽ vượt cuộc đời, cho nên mình muốn tìm hiểu về cái cuộc đời là đời này. À, sau khi cái tăng đoàn đó thì không có đi đến cái thành này, thì trở về kinh thành Kapila Bát Tu đến ngày thứ năm. Năm thì là Đức Vua chuẩn mời các những cái vị đó đến để xin tướng và đặt tên. À, thì bây giờ phải tóm tắt để cái qua đây là đặt tên. Thì các cơ vị nó xem tướng thì thấy rằng Đức Bồ Tát là có 32 tướng tốt và có 80 tướng phụ. Vậy đó, nếu mà ở tại cũng kể tại tại cung điện thì sẽ trở thành một chánh cái khen này trở thành chánh cung Đức Vua chánh Đức trên là Đức Vua chuẩn luân thánh vương. À, và nếu mà xuất gia thì trở thành bậc Đức Phật chánh đẳng giác. Nhưng mà trong đó có 8 vị, một cái vị cục cả Su Tát Tát là dòng cô tinh nhá chỉ có đưa một con tay là không là chắc chắn là vị này sẽ xuất gia và trở thành trên cái đại niết bàn. Và sau khi tất cả đều đặt cái tên là Siddhartha Kumara là Đức Thái Tử Siddhartha. Thì đó là ngày thứ năm. Rồi qua 7 ngày thì ngày thứ bảy đến ngày thứ bảy, ngày thứ bảy là ngày mà bà Mahamaya Devi hết cái tuổi thọ rồi, quy tiền là chạy ra cái chết rồi để đại thiện nghiệp với chồng quả tái sanh có trợ trụ hiện tại và là trở thành một người thiện nam khi mà cái tên là Sanh Tu Sĩ Tạng. Bây giờ nói sơ cuộc đời của Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha. Thì khi mà 16 tuổi thì Đức Vua Suddhodana truyền ngôi, đồng thời kết hôn cùng với công chúa Yashodhara. Yashodhara này là công chúa năm nay bao nhiêu tuổi ai biết không? Không nhớ à? 16 tuổi là vì cùng thanh cùng ngài với Đức Bồ Tát mà. Thì nay là công chúa cũng 16 tuổi. Thì lên ngôi làm vua được 12 năm. Thì khi đó thì thường là đức vua dẫn trước thừa thái đường hoàng Suddhodana muốn là thái tử sẽ trở thành đức tưởng được thánh vương, cho nên biết là thái tử mà không đi xuất gia là khi mà đã thấy già thì bệnh thấy chết rồi thì mới xuất gia.
cho nên truyền hoặc học truyền cái không có cho thấy được những cái cảnh đó. Nhưng mà Đức Bồ Tát thì đi vô lắm ở trong công an có một lần thì đi ra ngoài thì nó là lính họ không có cho ai mà thấy là người già người này nè, nhưng mà chư thiên họ quá xa thì không cảm được thì thấy người già là thì Đức Bồ Tát nó cũng như vậy là người già, thì sau này mình cũng là già như vậy thì là ôi thấy là già vậy rồi mới trở về. Rồi bốn tháng sau cũng đứng đi lại đi lần nữa thì thấy người bệnh rồi cũng trở về. Rồi 4 tháng sau cũng thấy là người đi lần nữa, người thấy người chết thì thấy người chết thôi, mình sau này cũng phải chết vậy. Rồi 4 tháng sau thì đi là thì thấy người bậc xuất gia, tôi nói ông ấy thì đây rồi có con đường mình đây thì bây giờ đi xuất gia thôi. Thì là ngày rằm tháng sáu, ngày rằm tháng sáu và năm đó là 29 tuổi. Thì lần mười đó là 13 năm làm vua, năm đó 29 tuổi. Thì cái đêm mà rằm tháng sáu đó định xuất gia trong ngày rằm sáu thì là nghe tin Yasodhara đã sanh một hoàng tử. Hoàng tử sau này nó là ô chỉ bị ràng buộc rồi, thì hoàng tử đó là Ramula đó. Nhưng mà nghe nói vậy thì cũng muốn vô coi cái hoàng tử như thế nào. Thì vô lén vô nhưng mà không được, vì khi mà nằm nghiêng qua thì không có thấy, không thấy nó thôi thôi. Bây giờ nếu mà vô thì đã sợ biết đi, lộ đi, sợ bỏ đi. Thì trốn đi ra khỏi thành xuất gia là năm 29 tuổi. Khi mà xuất gia rồi đó thì trước tiên là đi thọ giáo với một cái vị mà đạo sư nghĩa là Alara Kalamakamakut, vì vị đó dạy về cái pháp hành thiền định. Thì Đức Bồ Tát thực hành cũng có lâu thì là chứng đắc cái bậc thiền sắc giới, và ta cứ coi là rồi chứng đắc cái bậc thiền vô sắc giới, cái đệ tam thiền vô sắc giới là vô sở hữu thức chứ thiền, thì ngang bằng với cái bậc thiền mà của có vị Alara thì Kalamakamakut, vì nó khen là tán dương ca tụng nó rất giỏi quá. Thì ở đây để mà dạy không trẻ dạy, thì ông nghĩ là thì Đức Bồ Tát nghĩ rằng đây là cái bậc thiền này sau khi chết là sanh lên cái quả trời, quả trời vô sắc giới, vô sở hữu thức thiền, thì không phải là cái con đường mà để mà giải thoát khổ sanh già chết nè, sanh già chết nên từ bỏ, đi đến tìm một cái vị đạo sư khác là Uttaka Ramabhut. Thì ông này cũng dạy về thiền định rồi cũng lâu thì cũng đắc được để tứ thiền ngũ giới sắc giới, và để đến để tứ thiền vô sắc giới nghĩa là huy tưởng phi vi tưởng thế, thì là ngang bằng với cái bậc thiền mà của ông Uttaka vị đạo sư đó. Thì cũng thỉnh mời là ở lại để mà dạy, thì ông coi thì Đức Bồ Tát cũng từ chối là không có, đây không phải là cái con đường mà giải thoát khổ sanh già chết. Rồi Đức Phật mới đi tìm mà do trong một cái rừng Uruvela để mà hành cái phật trời hành khổ hạnh, thì nơi đó có cái nhóm năm tỳ khưu là ngài trưởng lão Cô Đinh Nhá, ngài Quốc Bá, ngài Bát Tri Bát Tri Giá, ngài Ma Ha Nam Ma là một ngài sẽ trí đang nguyện đã theo để mà hộ độ. Thì Đức Bồ Tát mới nhìn ăn nhìn thở cho đến khi mà ốm xương, mà cái rồi cái bụng mà nó đụng xương á, thì Đức Bồ Tát nói là đây không phải là, có trả là không phải là con đường mà để mà để mà trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, thì nên từ bỏ
cái pháp hành khổ hạnh, thì để mà mình đi đi bát và tập cái tâm lý sống mà xin để cho các phục vụ. Ai cũng muốn nhớ lại trong hồi khi mà còn nhỏ đó, còn nhỏ Đức Phụ Hoàng có đưa ra trong ngày lễ, thì để ngồi ở dưới một cái cây thì ngày nào đã thở thì ta thấy đang thở, thì sau người tắt chứ được bình thiền, cho nên nó biết đâu là cái thiền mà hơi thở này đó, cái giúp cho để mà giải thoát, để nằm nền tảng. Nhưng mà bây giờ yếu quá, ốm yếu quá, không nên không hành để thiền định được, là phải cần phải ăn, rồi Đức Bồ Tát phải đi bát để ăn rồi đến thì một thời gian cái nó phục hồi lại. Hồi trước mà khi ốm rồi không còn đi nữa, thì tất cả những 32 tướng tốt và các cái tướng phụ đều biến mất hết. Gia đình sau khi ăn trở lại thì các cái tướng tốt đã phục hồi trở lại. Trường tập thì đêm mà rằm đêm ngày 14 thì Đức Bồ Tát lên nhìn là nằm thấy cái năm điều mộng, thì qua cái điều mộng đó Đức Bồ Tát nó chắc chắn là sẽ trở thành một đức Phật chánh đẳng giác. Thì đến ngày rằm Đức Bồ Tát đến một cái kỳ gia để đợi đến giờ để mà đi bán. Thì cái kỳ gia đó là cái ngài mà Sujata là hồi còn nhỏ còn ngắn, thì có đến cái kỳ gia nó có nguyện nó sau này mà lớn lên có một người chồng cùng mà trong dòng họ và sanh được đứa con trai, thì mỗi năm vào ngày rằm thứ tư nó sẽ đến làm lễ tạ. Thì khi đó Đức Phật rồi là đêm đó bây giờ làm một cái món ăn rất là đặc biệt, nghĩa là gọi là món ăn ba gia xà đó, nấu cho Phật sữa rất là tinh khiết. Thì sai người đệ tớ này là Buôn Nát đi ra để mà quét dọn cái chỗ gốc cây, thì nhìn thấy Đức Bồ Tát ngồi ở đó mà có hào quang sáng này, đi về báo tin cho biết là có một vị, họ không biết có một vị thiên thần đã đến chờ ra rồi. Và nghe một mừng quá thì nói là dạy thì họ nói là nếu thật thì dạy thì đúng vậy nè, con sẽ thoát khỏi những kiếp tôi tới mà để trở thành một đứa con gái của bạn. Vậy nè, hôm mà nấu cái món ăn đó đó cũng là lạ, rất là lạ thường, vì có các chuyên thiên, các phạm thiên rồi xuống trong có các cái những bỏ những cái vị ăn. Thế nhiên khi mà nấu xong ra thì bà đem được một cái mâm vàng đấy, thì các trong trong nồi đó, trong nồi nó mới lăn ra các cái trứng, các cái cơm đó, cái bằng một cái trái bút nóc và lăn ra 49 vắt gì vậy là đầy cái nồi và đạn đầy. Thì đợi ra thì khi đó ra thì gặp Đức Bồ Tát Sư Thích Đạt đang ngồi ở đó và cũng tưởng đâu là vị thần ở đây đó. Thì Đức Bồ Tát cái bát mà có cơ Đức Bồ Tát mất đi, biến mất không thấy, thì nhìn như bà thì bà thấy vậy, cái rồi bà nói thôi tôi xin dừng cái mâm vàng này luôn và tất cả những cái này là. Thì Đức Phật Bồ Tát mới nhận cái mâm vàng đó đầy những cái 49 và những bát cơm vậy, đi lại và với cái một cái bến sông nên đi lên Trà là cái nơi mà thường là các những Đức Bồ Tát trong quá khứ cũng khi mà trong đầu thì cũng đến đó, nên là chụp bạch Bạch Thị Sô Thị Tín Đại để xuống đó tắm. Khi tắm xong rồi lên Bồ Tát thì dùng hết cái tất cả 49 cái vật cơ đó uống nước rồi xong rồi thì cầm cái mâm vàng đó đi ra nguyện ở cái dòng sông, nói là nếu mà trong đêm nay nếu mà đã trở thành một đức Phật chánh đẳng giác thật sự thì cái mâm vàng này sẽ chảy ngược lại dòng nước
à, mà chị. Còn nếu mà không không có chứng đắc nó thì nó chạy xuôi, thì ông đếm cái năm vàng ra thì cái năm vàng nó chảy lan hòa rồi nó chạy ngược lại dòng phước rồi chìm xuống ở dưới đáy vậy đó, gặp bà của bà nó bạc à. Thì buổi trưa hôm đó thì Đức Bồ Tát nghỉ ở trong khu rừng đó, rồi buổi chiều đi đến ở trong cái đến cái cội cây mà cái gọi là Asapha đấy, cái cây mà đồng sanh cùng lúc với Đức Bồ Tát, cái gọi là cây Bồ Đề của Đức Đức Phật đấy. Đến ngồi thì trên đường đi nó gặp một cái người mà cắt cỏ và là sư ni giả cho thắm cái nấm cả nấm cỏ, Đức Phật Bồ Tát mới đem đến đó đến cái cội cây. Thì Đức Bồ Tát bây giờ nói tóm tắt chủ đề là đến tới thì cái là đó, thì khi đứng về hướng đông và đi về các hướng nam thì nhìn đến bắc thì nó không có sự thăng bằng, chỉ có thấy hướng đông nhìn với hướng tây thì mới có sự thăng bằng. Hiểu quan nó đúng là nay đây là cái nơi mà ta ngồi để mà đánh, thì đặt một cái tám cái đắp cỏ ở trên đó, thì ngay tức thì một cái bồ đoàn nó phát sanh lên do cái phước đó, cao lên 14 hạng tài. Rồi Đức Phật gần ra trên cái bồ đoàn đó. Thì sau khi người sanh rồi thì Đức Bồ Tát đấy cái phát nguyện là dù cái thân này có cụm xương hay da hay máu khô ấy, cũng nghĩa là nguyện là nếu mà chưa thành cái bức chánh đẳng giác thì là không rời khỏi cái này này. Khi mà lời phát nguyện như vậy đó, thì ở trên có trời nhà Tháo Bát Tị Tạng Thiên nó có Ác Ma Thiên biết rằng ôi trời Đức Bồ Tát để thì bí hiểm và để cởi lên cái qua một cái này kia đấy cái quát cái đang ngàn cánh tay cặp cuối giới mà để xuống mà để mà thì tăng biết Đức Phật về cái bồ đoàn thì các những thiên binh thiên tướng từ trong đàn 12 tuần ngõ trên cao tiền chiến ở trên đầy hết cả bên kia nữa, rồi cũng dùng đủ thức những cái tà bên đi đó để mà đức tất cả khi mà tới Đức Phật về Đức Bồ Tát thì nó biến thành hoa thành đồng cái đấy cũng dường mà sau cuối cùng tất cả nó hết màu không có được không có thắng được Đức Bồ Tát. Vì nói rằng vẫn nói rằng đây là cái bộ đoàn này đoàn của tôi chứ không phải là đoàn của Sa Môn của Tâm An. Thì Đức Phật nói đây là bộ đoàn của Di Lặc không phải là bộ đoàn cao. Rồi nói như vậy thì nói rằng nếu như vậy thì cái ai làm chứng cho nó đây bộ đoàn thì Đức. Còn cái mà bên cái ông nói là bộ đoàn của ông thì là tất cả con cái hào cái đấy là đều lập chứng hết, còn Đức Bồ Tát chỉ có một mình trong đồ trang ứng nguyện rằng Như Lai tiền kiếp Như Lai đã tạo nó ba thành ba lâm mật năm pháp đại thí bốn ba thành bốn pháp đại thí năm đó thành thì bây giờ nơi đây không có ai mà lập chứng thì cái mặt đất này có thể lập chứng cho Như Lai được không, thì khi mà nguyện như vậy thì cái mặt đất này nó phát ra những tiếng rầm rầm ra đấy, làm cho rung ra cho đấy, mà Ác Ma Thiên kinh hồn quảng cái bỏ chạy, nghĩa là cái sao? Còn các thiên binh thiên tướng đều là đều qua chạy hết toán lại hết. Thì chư thiên Phật thiên mới nói là đã Đức Bồ Tát thì chúng ta đã tập toàn thắng, còn đến Ác Ma Thiên đã thất bại, thì đó là nằm về lúc khi đó thì mặt trời hấp lặng thì Đức Bồ Tát thực hành pháp hành pháp hành đẹp hiện định với đề mục mà hơi thở, khi mà chứng đắc cập bốn bậc thiền sắc giới rồi để làm nền tảng, rồi cái đó là chứng đắc nên thiên nhà nên chuyển kiếp mình nghĩa là biết nhớ lại hết tất cả những cái tiền kiếp
mà đối với cách là không có giới hạn. Rồi quan căn thứ hai là chứng đắc thiên nhãn minh, là thấy hết tất cả những chúng sanh nào mà có chuyện gì là đều biết hết. Rồi có cái cây căn chót là tầm luân cảnh minh, nghĩa là tận diệt hết tất cả những cái bốn pháp ở tầm luân, là trở thành một vật. Khi mà ra rồi đó, thì Đức qua cái căn chót đó, thì Đức Bồ Tát đi bóng xét về cái thập nhị dương sanh và thập nhị nhân diệt. Nhân sanh thì chứng cho chứng ngộ chân lý thánh đế và chứng đắc bốn thánh đạo và bốn thánh quả và những bạn, đặc biệt là diệt hết tất cả những cái tiền thiên tật mà đã từ nhiều đời nhiều kiếp không có để diệt hết, trở thành một đức, trở thành một bậc thánh la hán đầu tiên trong toàn quả giới chúng sanh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gautama. Và diệt ra là vậy, là gọi là cái kẻ cánh chót đó, gọi là tập luân tập minh là đạo cánh chót. Rồi sau khi đó thì Đức Phật đi trước một câu kệ. Kệ này gọi là Pathama Buddha, Pathama Buddha Vajana. Trước mặt trước này, câu kệ này là câu kệ đầu tiên, cái đầu Pathama Buddha Vajana. Anekasati sangtarang sannavisang anipisang kahakarang kavesanto dukasati unapunang kahakarakaditosi punagang nakasi sapate parupa pakaka kutang visangkatan visangkara katang titang tana nang kayamat jagara. Để dịch là: này người thợ thăm ái xây nhà thăng, Như Lai ta tìm ngươi mà chưa gặp, nên tái sanh lớn, nên tái sanh luân hồi vô số kiếp, tái sanh mãi trong quả tam giới là khổ. Này tham ái, người thợ xây nhà là thân, bây giờ Như Lai đã gặp ngươi rồi, tất cả sườn nhà là cái sườn nhà đó là phiền não của ngươi, Như Lai đã hủy diệt sạch cả rồi, đỉnh nhà là vô minh cũng phải bị tiêu diệt. Nay ngươi không còn xây nhà cho Như Lai nữa, tâm Như Lai đã tiến bộ nhất bản, diệt tận được mà mọi tất cả phiền tham ái, Như Lai đã tiến đắc A La Hán. Đó là cái câu kệ, câu kệ đầu tiên của Đức Phật. Cái phần này thì nói lên Đức Phật hưởng sự an lạc trong 7 tuần lễ là 49 ngày. Thì nói trong tắc nắm tắc trời. 49 ngày là cái ngày thứ nhất đó. Cái tuần lễ thứ nhất là ngồi tại trên tờ đại của Bồ Đoàn. Cái gọi là Văn Lăng Can Sạch Đà. Tuần lễ thứ hai đó là đứng về phía đông bắc, đi rời khỏi Bồ Đoàn đứng về hướng bắc, rồi mở mắt nhìn cái Bồ Đề là đây đó, gọi là Amitabha Satta. Là tuần lễ thứ ba là đi kinh hành, có một đoạn dài chư thiên gái thứ hai cho các bạn theo chiều đông tây, gọi là Trăng Cam Mát Sạch Tà. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật ngồi trên một cái lâu đài vàng, do Thiên Nhiên
về phía Nam Bắc có cây cầu Bồ Đề, suy xét về cái đảng duy diệu pháp có bài bộ gọi là Ratana Khana Chata. Trên đế thứ năm, Đức Phật ngự đến cái cây phía đông mà cách 32 sát cửa tay. Khi đó thì có ba cái nạn công gia công chúa của ác ma thiên là tân hạ arati là ra khả hiện xuống để mà quấy ra để mà quấy nhiễu Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật bây giờ là trở thành Phật ác, không có hề quan tâm gì nữa. Rồi các vị đó mới hồi tâm và cái này trở về cái là Ajatapala-sattha. Tuần lễ thứ năm, thứ sáu là Đức Phật ngồi với cái cội có mang gần cái hồ Muchalinda. Khi đó trời mưa, rồi có cái con Long Vương gọi là Muchalinda hiện lên để cho bao quanh cái cầu quanh Đức Phật, Đức Bồ Tát. Là trên cái đầu thì thùng thùng cái mang để mà che để cho Đức Bồ Tát không có đến Đức Phật, đến ở phước Đức Phật Gautama không có bị lạc không bị đó. Là tuần lễ thứ sáu, Muchalinda. Tuần lễ thứ bảy là Đức Phật đến ngồi tại cái cây mà gọi là Raja Yatana, ở vị trí thứ năm mà gọi là Raja Yatana Sattha. Và là Đức Phật Gautama an hưởng khi hành thời an lạc, nếu mà bị giải thoát suốt bảy tuần lễ gần kia 90 ngày em ngày. Cái vị mà cúng dường Đức Phật đầu tiên đó là vị Tập Vi Sa, Tập Vi Sa. Cái là hai vị này là về lấy buôn đem 500 cái xe đi sang đấy. Thì có một chi vị chi thiên là từng là mẹ mới nói rằng cả Đức Phật đã xuất hiện đến nhân 49 ngày con mới đem vật thực đến lại mà để cúng dường Đức Phật. Thì ai mới nói để đem cúng dường Đức Phật vậy. Rồi sau khi cúng dường Đức Phật xong thì thọ nhị bảo, vì hồi đó chưa có tạng thì Phật bảo với Pháp bảo cho sau khi quý xin cái vật để về để cúng dường thì Đức Phật có cho 8 sợi tóc. Thì bên nghe truyền thuyết ngài nói rằng cái tóc sợi tóc này là được còn đang thờ ở tại tại Sri Lanka, ở tại thủ đô Rangoon. Rồi thì tới giờ đó rồi Đức Phật quý suy tư về cái pháp mà siêu tam giới, chính cái pháp siêu tam giới là bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, nó cao siêu mà vi tế. Còn chúng sanh thì đang đắm chìm ở trong cái ngũ dục, thì là nếu mà Đức Phật mà đi thuyết pháp mà tế độ thì chỉ là vất vả mà thôi, vì khó mà hiểu được. Hay là nó do dự chưa có đi xuất pháp, thì khi đó được cái vị Phạm Thiên, vị Đại Phạm Thiên Càng Xa Mất Tịnh, vị Đại đó, mới thấy rằng Đức Phật Gautama đã do dự không có muốn xuất pháp, nên chỉ hiện xuống cùng với chư Thiên Cộng Thiên đến thỉnh Đức Phật xuất pháp. Thỉnh Đức Phật thì Đức Phật nhận lời, nhưng mà bây giờ thuyết ai trước đầu tiên? Thì nghĩ đến cái vị mà vị thầy mình là vị thầy là Alara Kalakamathut, thì nếu mà vị đó mà nghe pháp chắc là dễ hiểu, vì vị đó là cũng đã đắc cái bậc thiền và vô sắc giới rồi mà để tam thiền vô sắc giới. Thì chư thiên lại báo nói là vị đó đã chết, đã viên tịch nếu qua 7 ngày sau đó. Thì Đức Phật nói thật là thiệt hại quá, vì những cái chư thiên mà đã ở cõi vô thực giới đó không có lúc ta, thì Đức Phật thuyết pháp không có nghe được, cho nên đó là thiệt hại. Rồi nói thì dạy thiệt về để thuyết pháp cho
đức cho cái vị mà là đạo sư Uttaka, thì tôi cả Ramabhut. Thì chư thiên lại báo vì Ramabhut thì vừa mới biên tịch chuyện qua, thì vậy nó chỉ là thật là thiệt hại lớn lắm đó. À, thì sao thì hai vị đó, thì tôi nghĩ là cái người mà đã từng giúp đỡ thì phục vụ trong cái thời gian mà hành ở Đồ Đà, thì có năm cái nhóm năm tỳ khưu, đó là ngài trưởng lão Cô Đinh Nhá, ngài Pháp Bá, ngài Phật Tỳ Giá, ngài Mà Hà Nam Bá là ngài Trí. Hiện giờ thì anh ở, khi mà bỏ đó thì đến ở tại tại cái vườn Phóng Thanh Nai gọi là Isitana, gần kinh thành ra cái nhà. Thì Đức Phật từ đó đi đến kinh thành, đi đến cái vườn Phóng Thanh Nai Isitana, mình gọi là như thế. Khi mà đi đến gần một buổi đi đến, thì các cái vị mà năm cái nhóm mà năm tỳ khưu đó thấy Đức Phật đến, thì bây giờ Đức Phật cô thân hình mập mọc mà có tướng tốt vậy nè, thì mấy vị đó là anh nghĩ rằng Gotama đã từng bỏ cái hành đầu đà hành khổ hạnh, bây giờ trở lại sung túc kia đây. Thì đến đây là thì nói là không có đức tin, cho nên thì cái rồi cái sau cái Đức Phật lại đi thuyết phục, nói là Như Lai đã trở thành một bậc chánh đẳng giác rồi, Như Lai sẽ lại đây để dạy dạy các con để trở thành những vị thánh. Mấy vị khi đầu cũng tin, từ về sau này thì nói là cái lời này vị chưa từng nói đâu, đều là thì sau này vị thuyết phục vị tin là Đức Phật. Đó là trong ngày rằm tháng 6 sau khi trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác, 2 tháng 6, vì tháng rằm tháng giêng tháng tư nó thì là trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác, có danh hiệu Đức Phật Gotama. Thì sau sập tháng 6 thì là sau 2 tháng 6, 2 tháng 6 thì trở thành cái sao. Thì Đức Phật khi mà thấy rằng nhóm năm tỳ khưu đã có đức tin rồi, thì Đức Phật mới thuyết và tin hiểu pháp luân lần đầu tiên và nghe rằng tháng 6. Sau khi nghe bài kinh xong thì trong nhóm năm tỳ khưu là chỉ có ngài Cô Đinh Nhá, ngài trưởng lão Cô Đinh Nhá là người mà đầu tiên chứng ngộ chân lý chánh đế y theo Đức Phật và chứng đắc nhập lưu thánh đạo và nhập lưu thánh quả, trở thành bậc thánh nhập lưu. Khi đó thì xin Đức Phật xin xuất gia, xuất gia tỳ khưu, Đức Phật cho phép xuất gia tỳ khưu cho vị hệ bị khổ. Thì khi mà trở thành a bị khổ rồi thì Tam Bảo gọi là Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo trọn vẹn và xuất hiện trên thế gian vào ngày rằm tháng sáu. Ngày qua ngày 16, cái rằm tháng 6 là qua ngày 16. Và ngày 6 là đúng là ngày ngày mà rồi Đức Phật với năm vị tỳ khưu đó nhập hạ ở tại tại vườn tại trường y tế vườn Phóng Thanh Ma y diệt tận mắt ngày đó. Thì qua ngày cái ngày 16 là ngày qua ngày 16 thì là ngày Bất Tát, là người mà chứng đắc chứng ngộ chân lý chánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, thành quả sẽ trở thành chân nhập lưu và được Đức Phật cho phép xuất gia trở thành đi cùng. Ngày 17 là ngày mà ai Phật Tỳ Giá cũng chứng ngộ chân lý chánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu chánh quả,
để đặt một cách đặt lương, rồi cũng được đức Phật cho phép gia đình đặt trị thương để cuối cùng ngày 18 ngày Mahanama cũng tiến bộ trận đến tiên đế chính đắc nhập lương thánh đạo được lên kết quả để đặt bậc thánh nhập lương và được xuất gia để đặt xuất gia trị thương theo cái sự như vậy. Và ngày đến ngày 19 thì ngài A Tịch Yến thì cuối cùng cũng chứng ngộ chân lý chính đế chứng đắc nhập lưu thánh đạo cho trở thành bậc thánh nhập lưu, cũng được kết quả cho chúng quốc gia hay cuối cùng. Và như vậy là năm vị nhóm năm vị khưu đó đã trở thành bậc thánh nhập lưu hết. Qua đến ngày 20 thì đức Phật mới thuyết và chân an hát tạ la cana sụt tạ nên là bộ vô ngã, trạng thái vô ngã thì năm vị thì sư đó đều chứng ngộ, đều chứng đắc từ nhập lưu đất nên nhất la thánh đạo, nhất la chứng quả, rồi bất la thánh đạo, bất la chứng quả là a hán thánh đạo và niết bàn, là đều trở thành bậc thánh a la hán trong ngày 20. Như vậy thì trong đời này có người đức Phật ta còn có năm vị là vị la hán trên đời. Vì trong ngày đến ngày 20 đức Phật trong cái hạ thứ nhất đó của đức Phật thì có tế độ công tử Giác Bà cùng 54 người bạn là 55 cũng là chứng ngộ chân lý chân đế chứng đắc bốn thanh đạo bốn thanh quả và niết bàn trở thành bậc thánh a la hán cũng là cái là cùng sau khi ra hạ thì giờ là đức Phật có 60 vị a la hán thì đức Phật mới truyền dạy rằng mỗi vị đi theo một con đường thôi chứ không có đi hai người đi cùng đường để mà thuyết pháp chế độ chúng sanh. Đến ngày rằm tháng 6 thì sư nói những cái ngày quan trọng rằm tháng giêng, đây là cảnh giêng là sau khi mà đức Phật thuyết và kinh chủ quốc lưng lần đầu tiên là sau 7 tháng thì khi đó thì đức Phật Gautama đang ngự ở tại ngôi chùa Veluvana thì trên cái ngày rằm tháng 6 đó nên gọi là cái ngày rằm mà đại hội thánh tăng và nó có hợp là rằm tháng giêng. Ngày tháng giêng là ngày đại hội thánh tăng còn có bốn tiên đó là ngày rằm thánh gia rằm giêng. Mà sau khi đức Phật thuyết và kinh chủ lưng là 7 tháng sau rồi có 1250 vị là vị a la hán đều tấn đặt đến hầu đức Phật, nghĩa là không có bắt bảo ai đến, ai cũng tấn đặt đến. Rồi thứ ba là mỗi 1250 vị đó đều là quốc gia theo ai hệ quy củ giống nhau. Là thứ tư đó là 1250 vị đó đều là các lục thập, lục thập là có cái đa dạng thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tìm kiếm thông và tha công thông và lập bản thông là đây là sáu vị. Rồi đức Phật khi đó thì thuyết bài ô hoa tạp phát đi mốt và cái ngày mà đọc tập cái gì ai đọc cái gì đó là quan trọng hơn. Rồi đức Phật
phương pháp để độ chúng sanh suốt 45 năm. Tôi nhập 45 năm sau thì đến ngày rằm tháng tư như nè, thì Đức Phật ngự đến cái khu rừng Sa La gọi là xứ Kushinara. Trước khi tịch diệt, Đức Phật có dạy câu: Như Lai thì nhắc nhở và khuyên các con đặt chót tất cả các pháp Như Lai thì nhắc nhủ và khuyên các con đặt chót tất cả các pháp pháp của quy là ngũ uẩn này là có hiệu quả là thường. Các con hãy nên cố gắng hoàn thành xong các phần thưởng tư thế đấy là Phật Ma Đề Na Bích Thở Quê Sạc Bà Thị Đạo Quê Đạo Thị Thân Đề Thị Đức Phật Kê này. Đó là cái là câu là Bạch Chỉ Má Bút Thảo Phật Trần Năng. Cái câu là câu cuối cùng của Đức Phật. Sau đó là Đức Phật thực hiện Niết Bàn. Cái Đức Phật thực hiện Niết Bàn thì rất là dài, nhưng mà chỉ hiểu rằng sau cái câu đó là Đức Phật không còn dạy một cái câu nào nữa gọi là thực hiện Niết Bàn. Thì nhằm cái năm đó là Đức Phật 80 tuổi, cũng nhằm ngày rằm tháng tư, năm đó Đức Phật 80 tuổi. Khi cái đoạn này đó. Đức Phật tịnh diệt Niết Bàn rồi. Thì trước khi đó thì Đức Phật cũng có những người mà tinh văn đó thì cũng nghĩ rằng nếu Đức Phật về Niết Bàn rồi thì mình không có thầy thì mình không có ai là thầy nữa. Nghĩ như vậy thì Đức Phật mới dạy ngài Ananda rằng: Yo vô Ananda tham Yo vô Ananda bây giờ tham mô ta quý đi vô trả đề trị tô bánh giác tô số vô mà mắt chỉ chê ra sạch ta mấy mắt chỉ về là sạch ta này vô vô anh em ta bánh giác tâm mô trả quý đi vô trả đề trị tô bánh giác tô số vô mà mắt chỉ về là sạch ta này anh em ta chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng luật mà Như Lai đã chế định sau khi Như Lai thực hiện Niết Bàn rồi thì chánh pháp ấy, luật ấy là vị tôn sư của các con. Quý vị nghe hiểu chưa?
à, đó là chuyện pháp, và luật đó là bị tôn sư rồi cờ cờ. Thì trong chú giải nói là pháp đó là gì? Pháp đó là nói đến tạng luật, tạng luật và tạng kinh, à tạng tạng kinh và tạng ấp diệu pháp. Còn luật đó là tạng vi diệu pháp. Thì trong phân chia ra thì phân chia ra tạng kinh thì có 21.000 pháp môn, à, tạng luật thì có 21.000 pháp môn, mà tạng vi diệu pháp thì có 42.000 pháp môn. À, trong chú giải thì cái giải này, cái điều này đi nha. Y tỷ y ma ni ta ra si tỷ tâm mắt khẩn tha sa hạt sa ni tỷ thân tỷ tỷ thân tỷ thân tỷ a hẳn e cô e cô vá pa ri ni pa ya ni a hẳn cha cô na ni e cô vá o vá da ni an sa da ni ma yi pa ri ni bu tê i ma ni ta ta ra ta ta ra chatura si te samak khanta sa sa ni tum he ova ova ni san te anu sa si san te, à, có nghĩa là phải ghi nhớ như vậy. 84.000 pháp môn này vẫn còn tồn tại, chỉ có một mình Như Lai tịch diệt các bạn. Thật ra bây giờ chỉ có một mình Như Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ các con. Sau khi Như Lai tịch diệt niết bàn rồi thì 84.000 pháp môn ấy là vị tôn sư sẽ giáo huấn các con, sẽ theo dạy dỗ các con. À, để đặt lại một lần nữa để mà nhớ rằng, à, như vậy 84.000 pháp môn này vẫn còn tồn tại, chỉ có một mình Như Lai tịch diệt niết bàn. Thật ra bây giờ chỉ có một mình Như Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ các con. Sau khi Như Lai đã tịch diệt niết bàn rồi thì 84.000 pháp môn ấy là vị tôn sư sẽ giáo huấn các con, sẽ theo dạy dỗ các con. À, đó là lời dạy của của Đức Phật, cái câu trả lời tuy là người Đức Phật, người Đức Phật Tôn Nam đã tịch diệt niết bàn cách đây bao nhiêu năm rồi, ai nhớ không? À, Đức Phật Gautama tịch diệt niết bàn cách đây bao nhiêu năm rồi? À, 2553 năm. À, 63 năm, 2563 năm, năm nay là đó, là tiền kỷ niệm đó, là song giáo pháp của Đức Phật thì vẫn còn tồn tại, có nghĩa giữ lưu truyền cho đến ngày hôm nay. À, thì bây giờ nó, bây giờ mình muốn mà có gần của Đức Phật nó, thì bây giờ làm sao? Gần gũi mà để mà nương nhờ Đức Phật á, thì chỉ có học. Ừ. Người học cái nghe học pháp của Đức Phật, vì 84.000 thôi nên thì mình học được cái pháp môn nào thì mình đó là cái này, là nơi mình gặp, mình nương nhờ đó cái pháp đó đó. À, phải học. Ừ. Vì cái đó nó còn. Ừ. Thì tùy theo khả năng của mỗi người, à, để mình khi mình gặp được pháp môn nào mình ghi, mình nhớ, mình học, mình hành, học rồi hành theo, thì vậy là mình có một cái nơi nương nhờ Đức Phật. Mà nương nhờ Đức Phật rồi thì sao? Thì nương nhờ Đức Pháp, à, rồi nương nhờ Đức Tăng, vì có Đức Tăng mình mới học được. À, rồi mình hành theo Đức Tăng. Vậy thì khi mà đấy đó thì muốn được càng cổ thì kỹ cơ vậy thôi. Rồi sư cũng mệt ra. Ok, để Sa là không có muốn dạy được. Để ai để kỷ niệm hôm nay
Bây giờ thì đến lúc hồi hướng đi. Sư thuyết, sư thuyết pháp bây giờ thì có phước không? Rồi mấy người nghe có phước không? À, sướng quá. Bây giờ thì mình có phước thì mình hồi hướng phước. Để sư uống nước rồi sư hồi hướng. Imang bunya pagan mata pitu acarya nyati mitanan jewa sesa sapa satanan ja Devatananja Arakha-devatananja Arakha-devatananja Vise-sato Bodhi-yankane Vasantanam Devatananja Sappa-sattananja Dhammānanda-sīmāyaṃ Vasantānaṃ Devatānaṃca Sappa-sattānaṃca Gautama-cetiye Vasantānaṃ Devatānaṃca Sappa-sattānaṃca Bhūlaṃ-ārame Vasantānaṃ Devatānaṃca Sappa-sattānaṃca Mama-gehe Vasantānaṃ Devatānaṃca Sappa-sattānaṃca Mama-nāgare Vasantānaṃ Devatānaṃca Sappa-sattānaṃca Sabbesu Nākaresu Vasantānaṃ Devatānaṃca Sappa-sattānaṃca Vietnam-ratthe Vasantānaṃ Devatānaṃca Sappa-sattānaṃca Sabbesu Ratthesu Vasantānaṃ Devatānaṃca Sappa-sattānaṃca Chakkavālesu Vasantānaṃ Devatānaṃca Sappa-sattānaṃca Gunavantānaṃca Dema Sappepite Punyapattilathāna Sukhitāhuntu Dukkhāmucantu Sappathā Idangno Nyātinang hotu Sukhitāhuntu nyātayo Idangme punyang
สวัคคายาวหังโหตุอาสวัคคายาวหังโหตุนิพพานัสสะปัจจโยโหตุนิพพานัสสะปัจจโยโหตุcái chữ mà má má ghê là nhà của tôi, còn cái má má na cà rê là cái thành phố mà của tôi đang ở đó, à hiểu vậy, à, là đầy đủ hết trơn rồi.